Vâng, tuy nhiên chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhá. Tiếp tục với chương trình video thì hôm nay một số cái mã hàng mới, hàng bên em vừa về xong nhá, rất nhiều những mã hàng mới luôn này. Đấy, ví dụ như là có cái khay để trứng này, đấy, rồi là mũ chống nắng nhá, đang bắt đầu vào mùa hè này, rất nhiều bác hỏi mũ chống nắng này, dây dây khò ga nhá, rất là hay luôn. Đấy, tí sẽ view trực tiếp, rồi là một số cái mã hàng bản lề chữ K, bản lề chữ L này, đấy, rồi rất nhiều mã hàng mới nhá. Đấy, thì các bác cùng đón xem video. Xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh. Đó xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ với em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Giao hàng toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán nhá. Ưng cái mã sản phẩm nào thì cứ vui lòng đi điện trực tiếp với em theo hai cái số điện thoại em đang gắn trực tiếp ở trên màn hình. Các bác cứ gọi điện trực tiếp nhá để em tư vấn và chốt đơn hàng. Đấy, em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Trước khi đi vào cái những cái mã hàng mới thì đây, cái ổ gập ấy thì bữa trước thì em đang bán này hết hàng thì hôm nay em thông báo là bên em tiếp tục lại về hàng nhá. Và vẫn giá cũ cho bác luôn. Đó là 20 ngàn một cái ổ gập nha, 20 ngàn một cái nhá. Lên mã duy em sẽ là cái ổ gập này. Đấy, ổ gập, ổ cắm gập nhá, 20k một cái. Con này thì hàng của thương hiệu Hinoki. Đấy, hàng của Việt Nam sản xuất nhưng mà nó là theo công nghệ Nhật nhá, rất là xịn luôn. Đây hàng, nhìn hàng chân đồng rất là ok. Con này là các bác cắm vào một ổ nhưng mà nó chia ra được làm ba nhá các nhá, 1 2 3, đặc biệt là những cái vị trí mà ở tường các thứ rồi đấy. Các bác bình thường là các bác để những cái ổ nó thò ra nó rất là vướng víu như đây, các bác gập nó lại đấy, sau đó các bác chia ra làm ba, hoặc ví dụ những cái chỗ nào mà nó hiện tại là nó cắm full hết ổ rồi đấy, nó không còn chỗ cắm nữa mà các bác muốn cắm thêm thiết bị đấy, thì các bác mua cái ổ này về các bác cắm vào để nó được thêm những cái ổ khác để các bác cắm chia ra cắm được nhiều thiết bị hơn nhá, rất là hay. Nói chung cái ổ này bên em bán khá là nhiều rồi mà nó cũng rất là hữu ích, dùng gia đình các thứ này đấy, dùng thiết bị các thứ rồi các bác cắm nhiều, muốn cắm nhiều ổ đấy thì mua cái này về các bác nhiều ổ, những cái phát sinh ra bây giờ mà các bác đục cắt tường các thứ giờ thì nó rất là khó đấy, các bác mua cái này về đấy, mình cắm thêm vào để mình chia ổ ra để các bác cắm nhá. Đấy thì lại tiếp tục về hàng cái mã này, lên mã giúp em sẽ là cái ổ gập nhá. Đấy, nó có thể gập đi gập lại được này, đấy rất là ok, cắm vào một và chia ra được thành ba nhá, giá của nó sẽ là 20 ngàn. Nhớ giúp em mã sẽ là ổ gập nhá, ổ điện gập, 20 ngàn một cái ổ điện gập, hàng của Honiki nhá. Đấy, Honiki. Và tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái khay để trứng này, cái khay để quả trứng nhá, em báo giá luôn là 50 ngàn một cái khay này. Cái khay này rất là hay luôn, các bác để trứng vào đây nhá, thứ nhất là nó tiết kiệm không gian đấy, đặc biệt là cái trứng các bác để lâu bên ngoài thì không được, các bác để vào trong tủ lạnh, mà để trong tủ lạnh thì lại rất là hay bị chật chỗ mà không để được những thứ khác đấy, thì các bác mua trong cái khay này về rất hay luôn. Đấy, thì về các bác cứ xếp trứng ở đây thì nó sẽ cứ lăn xuống, lăn xuống, lăn xuống này, lăn từ tầng này xuống tầng khác, lăn này xuống khác, và nó sẽ cái lối lấy của nó lấy đây thì các bác cứ lấy đến đâu là sẽ tụt trứng lên đấy, lấy đâu sẽ tụt trứng lên đấy nhá. Thì nó có cái thiết kế cho cái độ dốc này, đấy theo cái độ dốc thì nó sẽ có tụt trứng xuống, nó cứ tụt dần xuống đến lúc nào hết thì thôi, hết thì các bác lại bổ bổ sung, các bác bỏ lên trên nhà, đấy, rất là tiết kiệm không gian luôn. Đấy, một cái khay này các bác để được khoảng tầm 2, 4, 6 quả 3 tầng, các bác để được khoảng tầm 20 quả cho mỗi khay này, khá là nhiều luôn đấy. Đấy, 20 quả trứng luôn mà giá chỉ có 50 ngàn thôi. Đấy, em sẽ đo cho bác về cái phần kích thước thông số này. Con này cái phần chiều dài của nó rơi vào là đi 31 này, cái phần chiều cao của nó rơi vào là 19 này, con này 19, chiều cao là 19, chiều dài là 31 nhá, và cái phần bán rộng của nó rơi vào là 6,5 cm. Khá là vừa để các bác để trong tủ lạnh nhá, tiết kiệm không gian, tiết kiệm diện tích, đỡ bị vỡ đập, các bác để trong những cái chỗ kia nó lăn và vỡ đập rất là dễ vỡ nhá. Đấy, các bác mua cái khay về đấy, bằng nhựa ABS cao cấp, rất là xịn sò, rất là thông minh luôn. Giá của nó sẽ là 50k nhá, lên mã thì em sẽ là cái khay để quả trứng nhá, 50 ngàn một cái khay này. Đây các bác cùng xem thực tế cái về cái sản phẩm này. Đây là khay đựng trứng này sẽ giúp cho cái tủ lạnh nhà bạn gọn gàng hơn, và đặc biệt là khi lấy trứng ra cũng rất là dễ. 15 trứng nhặt hộp này thì nó rất là tiện, các bạn bỏ trứng vô lấy cái nào ra thì nó tự lăn xuống đúng ngay chỗ đó cho các bạn lấy tiếp, rất là tiện. Mà để trong tủ lạnh á, theo cái chiều dọc này nè, nó rất là gọn ha, không có phải giống như mấy cái hộp mà dạng chiều ngang, rất là tiết kiệm diện tích luôn. Mà nhà bạn nào mà muốn ăn nhiều á thì có thể là mua hai vỉ. Cái giá 3 tầng này để lưu trữ trứng là thực sự rất tốt để sử dụng. Một cái hẹp sẽ không lãng phí không gian của tủ lạnh, một cái có thể đặt 30 của trứng. Chất lượng và tay nghề của kệ này đều rất tốt, đặt ở bên cạnh tủ lạnh, mỗi lần lấy trứng trên đó sẽ lăn xuống. Cái đấy, giá 3 thấy tầng không? này mỗi để lần lưu mà trữ các bác trứng lấy trứng ra là nó cứ thế nó lăn thôi, sau đó các bác để lên cái khay trên cái khay trên cùng này. Đấy, các bác để lên trên cùng
thì nó có thể là nó lăn xuống, các bác lấy đâu là nó sẽ lăn xuống đấy nhá, lăn lăn đấy, nghĩa là trứng mới trứng cũ là nó sẽ lần lượt luôn, mình ăn những cái trứng cũ trước, còn cái trứng mới là nó sẽ lăn xuống lần lượt, rất là hay đấy, thiết kế rất là thông minh luôn. 50k một cái nhá, lên mã em sẽ là cái khay để quả trứng 50k một cái nhá. Sau đó tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái vỉ 20 kết nẹp dây điện này, báo giá bác luôn là 20.000 một cái vỉ này đấy, gồm 20 cái luôn và đi kèm là nó có cả cái miếng dán nhá các bác nhá. Đấy thì cái này rất là hay đây, bóc cho bác một vỉ này đấy, một vỉ là 20 cái và có đi kèm miếng dán nhá. Đó, cái này nó có cả hướng dẫn sử dụng luôn này. Nó là cái miếng dán để các bác về các bác nẹp những cái dây điện, bình thường là những cái dây điện các bác để không nó rất là lòng thòng đấy, rồi nó xấu mất mỹ quan đấy, nhìn nó hơi rắc rối, các bác mua trong cái vỉ như vậy thì nó sẽ là một cái chi tiết để các bác nẹp dây đấy, các bác cho cái dây điện vào đây, các bác nẹp nó vào đây đấy, ví dụ cái dây điện này các bác nẹp nó vào này đấy, các bác ấn nó vào như này nhá. Đó, sau đó các bác nẹp nó vào thì rất là gọn gàng, ok luôn. Đấy, bình thường dây điện nó lòng thòng này. Đấy, các bác nẹp nó vào. Sau đó là các bác lấy cái miếng dính ở đây, nó có kèm cái miếng dính này. Đấy, đây, nó có kèm từng miếng dính một này. Bóc cái miếng dính ra cho em. Đấy, sau đó các bác dính trực tiếp vào cái đế này và các bác dính vào tường nhá. Đấy thì trước khi các bác xài thì nó hướng dẫn này. Vệ sinh sạch sẽ cái chỗ các bác cần dính cái miếng đi. Đấy, bóc cái lớp bằng dính ra, các bác dính vào đây. Và các bác dính cố định vào tường. Đấy, ví dụ là những cái thiết bị dây, ví dụ như là dây ở tivi cái thứ này đấy, dây nó lòng ngoằng đấy, các bác muốn cho nó gọn gàng ok vào, các bác mua cho một cái vỉ như về 20 cá liền luôn nhá, chứ không phải là một cái đâu, 20 cá luôn đấy, và các bác có thể dễ dàng tháo ra nhá, đấy dễ dàng các bác tháo ra này đấy, và sau đó các bác lại có thể là mình có thể là thay được cả dây khác luôn, rất hay luôn đấy, thiết kế rất là ok đây, đấy tháo dây ra ok luôn các nhá, đấy và các bác sử dụng cho dây khác được luôn, ok luôn đấy. Đi kèm có cả một cái miếng dán, những cái miếng dán này đấy, nó sẽ vừa khít này luôn đây, đấy, miếng dán là ok. Một vỉ là 20 cái nhá, lên mã cho em sẽ cái vỉ 20 cái nẹp dây điện nhá, 20.000 một vỉ này đấy, 20.000 một vỉ, rất thiết kế, rất thông minh luôn đấy, 20.000 vỉ, hàng nó xuất đi rất nhiều thị trường Mỹ, Anh, Đức, Italy này đấy, xuất đi rất nhiều thị trường luôn, rất ok. 20k nhá, 20k đây, các bác cùng xem cái video thực tế về sản phẩm, cái sản phẩm này các bác cùng coi này. Đây không cần khoản lỗ, tôi ước gì tôi biết có một thiết bị ngoài tuyến cho phép dẫn dây vào tường mà không cần khoản lỗ. Tôi sẽ không có quá nhiều đinh trên tường nhà mình. Nó không chỉ trông khó coi mà còn làm hỏng gạch. Bây giờ tôi đang sử dụng thiết bị ngoại tuyến tự dính này, chỉ cần dán nó lên tường, chỉ cần kéo nó và cài đặt trong một giây, không làm hỏng tường. Không chỉ hệ thống dây điện đẹp và các mũi khâu sẽ không còn bị thắt nút và rối nữa. Đặc biệt thích hợp cho những người có cáp ở nhà. Đấy, còn đây không, thiết kế rất là thông minh nhá. Đấy, thì về các bác cứ dán này lên, sau đó các bác cho cái dây điện nó nẹp vào đây, nhìn rất gọn gàng, nhìn đẹp nhá. Đấy, bình thường các bác có phải dùng đinh cái thứ là các bác cố định vào đấy, gây hỏng tường cái thứ này. Mua cái này về các bác bóc cái lớp băng dính nhá, dính vào tường đấy, sau đó các bác cài dây vào, vừa gọn gàng vừa đẹp mà ok luôn đấy. Một vỉ là 20 cái, nó chỉ có 20.000 thôi, một vỉ 20 cái 20.000, tính ra vào có 1.000 một cái, giá rất hạt rẻ bình dân. 20 cái nẹp dây điện nhá, lên mã nhá, em sẽ là vỉ nẹp dây điện 20 cái nhá, 20.000 một vỉ nhá, 20 cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái hộp đựng nhang muỗi này, lên mã em sẽ cái hộp đựng nhang muỗi nhá, đấy hộp đựng nhang muỗi đốt hương muỗi đấy, báo giá bác luôn là 30.000 một cái hộp này, lên mã em sẽ cái hộp đốt hương muỗi đấy, 30.000 một cái hộp này các nhá. Về bình thường là các bác hay xài những cái hương muỗi vòng ấy, có thứ đó các bác hay dùng cái giá của nó hoặc các bác đốt vào những cái dụng cụ ấy, thì ví dụ như thứ nhất là để nhiều khi là để những cái chỗ góc khuất mà ví dụ các bác hoặc là có người đi vào đấy, hoặc là trẻ con đi vào đấy, chẳng may là chúng nó có đá vào đấy, thứ nhất là nó bắn tung tóe những cái tàn ra này, rồi là chẳng may là có dẫm vào đấy, rồi là nó ví dụ như là nó bị văng ra, nó gây cháy nổ đấy, gây cháy nổ nhà cửa rất là nguy hiểm đấy, thì các bác mua trong cái bộ này về đấy, thì nó sẽ có là một cái hộp đựng như này. Ở trong này thì nó sẽ có là một cái khay tròn này, này đấy, và một cái giá trông nha. Đấy, các bác để cái nhang muỗi đây thì nó sẽ đỡ lên trên này, và các bác đốt này không sợ nó bị tắt này, và một cái nắp đậy, các bác đậy này cho đấy, rất là kín ok luôn. Và ở đây nó có những cái lỗ thì hương muỗi nó sẽ thoát lên đấy, cái hương muỗi khói muỗi nó sẽ bay lên thoát lên qua những cái lỗ này nhá, rất là ok đấy. Và lúc nào mà đầy tàn thì các bác mang là các bác đổ, thế là xong, đậy rất là kín luôn đấy, mình để vào những cái chỗ ấy, không lo ví dụ nhà trẻ con cái thứ là không lo đá vào này đấy, tàn tiếc các thứ là nó không bị bắn ra, không bị bẩn nhà này, rồi thứ hai là những cái tàn lửa ra nó không va chạm vào những cái đồ vật dễ gây cháy nổ nhá, gây nguy hiểm, rất là ok, an toàn sử dụng này, mà rất là thẩm mỹ và đẹp luôn đó. Inox 304 nhá, rất xịn sò luôn, nó chỉ có 30.000 thôi, mua về sử dụng, các bác chuyên dùng để đốt nhang muỗi nhá, đấy chuyên dùng để đốt nhang muỗi vòng ấy, 30.000 một cái bộ này, 30.000 mua về sử dụng cho em.
rất hay đấy các bác cùng xem về sản phẩm nhà này. Bạn đỡ mũi hơn rất là nhiều. Từ khi mà mình sắm cái hộp đựng nhang mũi này về á thì phải nói là cực kỳ an toàn và tiện lợi luôn. Được cái á, là cái hộp nhang mũi này nó có nắp đậy nên là không có còn tình trạng dậm lên để văng những cái tàn ra ngoài nha. Đặc biệt là bên trong cái hộp nó còn có thêm được một cái miếng lưới để mà mình có thể đặt cái miếng nhang mũi cố định ở bên trong mà không có còn lo cái việc bị cháy đồ đạc nữa, và cũng không có còn lo khi dậm lên mà bị phỏng chân nữa ha. Sản phẩm mình ghi ở bên dưới giỏ hàng cho các bạn nha. Chỉ có thiết kế về sản phẩm nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm 30k nhá, 30k một cái hộp mà đựng đốt nhang mũi này. Đấy, một cái hộp đựng đốt nhang mũi nhá, lên mã với cái hộp đựng đốt nhang mũi 30k một cái hộp nha. Đấy, 30k một cái bộ hộp nha. Về các bác cứ đốt nhang mũi các bác để vào. Đấy, không lo nó bị văng tàn này, không lo trẻ con các thứ nó đá vào. Đấy, rồi ví dụ như là những cái tàn lửa thứ nó bay ra gây cháy nổ nguy hiểm nhá. Đấy, rất là an toàn và hiệu quả luôn. 30k bộ rất là hay. Đấy, nói chung là nhà bác nào hay xài hương mũi nên có cái bộ này nhá, dùng rất ok luôn. Rồi cái sản phẩm tiếp theo thì em lên cho bác một cái mã hàng rất là cần thiết cho cái mùa hè sắp tới này. Đấy, đó là cái sản phẩm mũ chống nắng có kèm cả khẩu trang nhá, và em báo giá luôn 50.000 một mũ thôi, 50.000. Con này thì vành mũ rất là to nên là khi mà các bác đội nó che được cái phần tầm nắng rất là nhiều luôn. Đấy, bình thường là các bác mua những cái mũ là nó cái tầm lưỡi, cái tầm vành mũ rất là nhỏ, che nắng được rất là ít, nhưng con này cái phần vành mũ rất là to. Đấy, che được nhiều nắng này. Đấy, rồi là chất liệu toàn bộ bằng vải kaki, dùng đội siêu mát luôn, có phần lưới lỗ thoáng khí này. Đấy, đội không bị dính tóc dính đầu nha các bác nhá, và chống tiêu UV tia cực tím cực tím tốt, bên trong nó có một cái lớp lưới này. Đấy, các bác đội này không lo nó bị dính bết tóc vào, không lo gây nóng đầu, và có đi kèm rất là hay, thiết kế các bác một cái phần khẩu trang đi kèm nữa. Đấy, cái khẩu trang này các bác có thể tháo ra. Đấy, có thể tháo ra thì ở đây nó có cúc cài này, các bác dùng thì các bác cài nó vào, không dùng mình có thể tháo ra, và có cả cái phần dây để các bác điều chỉnh cái phần cỡ đầu các bác nhá. Đấy, điều chỉnh cái phần cỡ đầu, đây là cái phần dây điều chỉnh cỡ đầu này. Đấy, và khi mà các bác đeo vào ví dụ gió máy không lo nó bị bay mũ nhá. Đó, thiết kế rất thông minh, vành mũ to, chất liệu vải kaki, chống nắng, đấy, chống tiêu UV cực tím, siêu mát luôn. À, và một cái rất là hay nữa là cái phần tà gáy của nó này. Đấy, khi mà các bác đội vào là cái phần tà gáy nó rất là hay, là nó thiết kế phần tà gáy nó xuống nó rất là sâu và dài. Đấy, để khi mà các bác đội nó che được cả cái phần tà gáy, cái phần gáy, phần lưng của bác nhá, che được cả phần gáy, phần lưng của bác luôn. Đấy, nên là nói chung là con này bảo vệ cơ quan đầu não là rất là tốt luôn. Đấy, chống nắng trong mùa hè rất tốt. Các bác nào đi câu đi kẹo này, đi làm ngoài trời này, công trình công trường, mua cho một cái con này về. Đấy, 50.000 một cái thôi, che nắng, che nước các thứ giờ. Đấy, đỡ nắng, đỡ đau đầu thứ nhá, mũ chống nắng kèm khẩu trang 50.000 một cái bộ mũ này nhá, 50.000 một cái, rất là chắc chắn, ok. Đấy, đây có nhìn này, đường kim mũ chỉ may khâu rất cẩn thận luôn, chắc chắn đẹp chất lượng nha, 50k một cái, vừa đội vừa thời trang vừa đẹp luôn. Đấy, các bác cùng xem người mẫu người ta đội này. Đấy, các bác nhìn này, đấy, đội là kín luôn, cả đằng trước đằng sau kín hết luôn nha, có nhìn này. Đấy, đi câu đi kẹo là quá ok luôn, đây kín hết đằng trước đằng sau luôn có nhá, kín hết đằng trước đằng sau luôn, và có cả những cái lỗ lưới để làm tản nhiệt mấy. Đấy, lúc nào dùng các bác bỏ ra, không dùng thì mình dùng thì các bác cho cái khẩu trang này vào, rất ok luôn này, có nhìn này. Đó, thấy không, rất là ngon lành luôn. Và đặc biệt là cái phần gáy, cái phần sau gáy nha, các bác nhìn này, cái phần sau gáy nó che rất là kín luôn, che được cả đến vai các bác luôn. Đấy, nên các bác không lo nó bị nóng đầu nhá. Rồi, mũ chống nắng kèm khẩu trang 50k một cái mũ này, 50k một cái, giá rất bình dân mà rất là hay. Rồi, cái sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các bác, đó là cái bộ bản lề không khoét lỗ này. Đấy, bản lề giảm chấn nhá, các bác cứ lên mạng em xem cái bản lề giảm chấn hoặc là bản lề không khoét lỗ được. Giá của nó thì bên em sẽ bán một lúc là một đôi. Đấy, một đôi này sẽ gồm có hai cái nha. Giá của nó sẽ là 30.000 một đôi thôi. Đấy, 30.000 một cái đôi bản lề hai cái nha các bác nhá. Đấy, hai cái bản lề giảm chấn nhá, không khoét lỗ nhá. Cái con này về các bác không cần khoét lỗ, bình thường là những cái dòng bản lề truyền thống ấy, là các bác mua về xài là các bác muốn lắp đặt ấy, là các bác có phải khoét lỗ ra. Đấy, thứ nhất là mất công, và thứ hai là khoét lỗ lâu ngày là nó mọt miếng thứ mối mọt này. Đấy, gây ảnh hưởng đến phần nội thất các thứ, phần đồ gỗ thứ nhá. Đấy, thì các bác mua này về không cần phải khoét lỗ nước gì, về các bác chỉ việc bắt vít vào sau đó các bác xài thôi. Mà cái con này là nó có cái chế độ chức năng là giảm chấn, tức là nó đóng từ từ. Nó bình thường là các bác những cái bản lề kia nó đóng sầm cái, là ví dụ như những cái cửa kính thứ là nó, thứ nhất là nó rung chấn nó gây vỡ kính này, rồi là nó làm tiếng kêu tiếng đập, nó gây nó nói chung là nó hơi bị mất cái sự gì đi, thì các bác mua cái này về. Đấy, thì các bác nó thứ nhất là giảm chấn, mà thứ hai là không phải khoét lỗ. Đấy, nói chung là toàn ưu điểm thôi, bản lề giảm chấn nhá, các bác cứ lên mãi nhá, sẽ là bản lề giảm chấn không cần khoét lỗ nhá, về chỉ việc bắt vít vào là xài.
hai cái nhá, bên em sẽ bán ở combo là một lúc là hai cái, là một đôi nha là 30.000. Tại về các bác lắp vào những phần cửa tủ bếp này, rồi là cánh cánh tủ này, đấy cánh tủ quần áo, rồi là cánh tủ kệ tivi thứ rồi, đấy những cái phần cánh tủ dạng nhỏ nhỏ là rất ok. Đấy tủ bếp, tủ quần áo các thứ rồi, những cái tủ nhỏ nhỏ ra là rất ok luôn. Bạn nên giảm chấn không khuyết lỗ nhá. Bán một lúc là một đôi là hai cái 30.000 một đôi nha. Đấy 30.000 một đôi hai cái không nhá. Bản lề giảm chấn không khuyết lỗ. Đây các bác cùng xem cái video về sản phẩm này. Đây các bác cùng coi này. Với xu hướng phát triển như hiện nay thì những dòng bản lề không khuyết lỗ luôn là sự lựa chọn và ưu tiên hàng đầu bởi những ưu điểm vượt trội mà những dòng bản lề khác không làm được. Thao tác sử dụng thì đơn giản. Anh chị chỉ cần căn chỉnh chuẩn rồi siết ốc vít lại là xong. Đóng mở nhẹ nhàng và êm ái, không gây tiếng ồn, vừa thẩm mỹ vừa tiết kiệm thời gian trong quá trình lắp đặt. Sản phẩm được làm từ chất liệu thép không gỉ nên độ bền bỉ anh chị khỏi phải lo nghĩ. Hiện tại chúng tôi đang có nhiều chương đấy, trình thế về sản phẩm nữa nhá. Đấy rất là nhiều chức năng luôn. Như hiện nay thỉnh thoảng lỡ tay đóng cái cửa là giật hết cả mình các bác ạ. Em mà biết cái bản lề giảm chấn này sớm hơn thì em đưa ngay cho mấy bác làm tủ cho em. Công nhận bây giờ mấy bác kỹ thuật hay thật. Cái bản lề này không cần khoan đục lỗ gì cả. Bác có mấy cái vít ở xong mà nó đóng cửa êm gì đâu. Mấy bác làm tủ thì mua ngay về lắp đi nhé. Em đảm bảo là khách nào cũng yêu luôn đấy. Đấy thực tế về sản phẩm nhá. Đấy thì bên em sẽ bán theo một lúc là một đôi nhá, một đôi là hai cái, giá của nó sẽ là 30.000. Lên mã em sẽ cái bản lề giảm chấn nhá, bản lề giảm chấn không khoét lỗ nhá, hai cái 30.000, là tức là một đôi đấy. Hai cái 30.000. Em lên luôn cho bác đó là cái này là cái đèn quay, đấy, đèn quay nhá, đèn quay nhiều màu rất ok. Về các bác trang trí này, rồi các bác trưng bày, rồi là các bác thắp lên phòng lên nhà nhìn rất đẹp luôn. Báo giá bác luôn nhá, lên mã em sẽ cái đèn quay nhiều màu, đấy, đèn quay nhiều màu nhá. Giá sẽ là đi 40.000 thôi, chỉ có 40.000 một cái đèn quay nhiều màu này, cắm trực tiếp điện 220 các bác xài nhá. Thì khi mà đi kèm thì sẽ có gửi kèm thêm cho bác là một cái đu đèn như này nữa. Đấy, về các bác xoáy với đu đèn này, xoáy trực tiếp với đu đèn này chưa, sau đó các bác cắm trực tiếp vào cái nguồn điện 220. Ở cái đu đèn rất hay là nó có thiết kế một cái công tắc bật tắt rất tiện đây. Đấy, cắm thì các bác cứ cắm vào nguồn, có lúc nào xài các bác bật lên, không dùng thì mình tắt đi cho em cắm các coi nhá, cắm trực tiếp điện 220 này. Đấy, bật lên này, thấy không, quay như kiểu là ba sàn luôn nhá, ánh sáng rất là rõ ràng, cứ quay tròn này thôi, cứ quay tròn này đấy, tạo hiệu ứng màu sắc nhìn rất là đẹp luôn nhá. Ở đây thấy không, quá ok này. Đấy, các bác về cắm trực tiếp điện 220 sàn, trên này có công tắc nhá, mình dùng các bác bật lên không dùng tắt đi, rất tiện dụng luôn. Đó đây, cứ quay tròn thôi và nó chiếu lên trần, lên chiếc các thứ này, chiếu vào trong nhà nhìn cái màu sắc ánh sáng nhìn rất đẹp luôn. Đó, 40.000 một cái nhá. Lên mã cho em sẽ là cái đèn quay cắm trực tiếp điện 220 các bác xài nhá. Giá đang gửi bác là 40.000 một cái đèn quay này nhá. 40.000 một cái, đi kèm sẽ có cả đu đèn các thứ đầy đủ luôn. Về các bác cắm là xài thôi. 40.000 một cái đèn quay nhá, 40k. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bộ dụng cụ di chuyển đồ đa năng này. Đấy, cái này thì về dụng xài rất là hay luôn. Báo giá bác luôn nhá. Lên mã em sẽ là cái bộ dụng cụ di chuyển đồ đa năng. Giá của bộ này sẽ là đi em bao tiền nhỉ? Tin nhỉ? 70.000 một bộ nhá. 70.000. Đấy, 70k bộ thôi, giá rất hạt rẻ bình dân mà nói chung là rất là cần thiết cho mỗi gia đình. Đấy, rồi các bác nào hay xài di chuyển đồ đạc, tủ lạnh, tivi, rồi là máy giặt, rồi là giường chiếu các thứ rồi. Đó, bình thường là các bác có phải nhờ người thứ rồi, nó rất vất vả. Như đây mua xem một cái bộ này về các bác không cần phải nhờ người luôn. Đấy, thì một bộ sản phẩm sẽ gồm có là một cái tay đòn bẩy này và đi kèm là bốn cái chân. Đấy, 4 cái chân và những cái chân này nó có bánh xe nên khi mà các bác có để đun đi đun lại rất ok. Đấy, mắc chịu tải của nó lên đến là 150 kg này. Đấy, hàng này thì hàng của Việt Nam nhá, hàng Việt Nam, nói chung là người Việt dùng hàng Việt. Đấy, ủng hộ hàng Việt nhá, thiết kế rất thông minh. Đây là một cái tay đòn bẩy này, tay đòn bẩy, cái tay nó có bánh xe, rồi các bác hút cái tay đòn bẩy và cái đồ các bác cần nâng lên. Các bác khi mà các bác nâng lên rồi thì các bác sẽ cho em cái này vào. Đấy, nó gọi là cái đế này. Đấy, và cái đế này nó có những cái bánh xe này, nó sẽ quay nhá. Đấy, quay đi quay lại rất hay luôn. Đấy, rất ok. Thì một cái bộ này sẽ gồm có là 4 cái đế nha. Đây, 4 cái đế nha, 4 cái đế chân bằng nhựa ABS cao cấp nhá, và một cái tay đòn bẩy bằng kim loại luôn, rất chắc chắn nhá. Cái này thanh này của nó cái thanh sắt đặc luôn này, thanh sắt đặc này. Thanh này phải thanh này phi 10, siêu chắc siêu khỏe luôn. Đấy, bánh xe các bác sụp vào đẩy nha, thế xong. Đây, chọn bộ này là 70.000 nhá, là 70.000 một bộ nhau nhá. Lên mã em sẽ cái bộ dụng cụ di chuyển đồ. Đấy, bộ dụng cụ di chuyển đồ 70k một bộ nhá, 70k một bộ. Đây các bác cùng coi video về sản phẩm này.
Chúng ta làm sao để di chuyển đồ vật nặng trở nên nhẹ nhàng hơn và ít thiệt hại hơn? Hôm nay xin gợi ý cho bạn đó là sử dụng bộ kit nâng vật nặng 5PC. Dụng cụ di chuyển đồ được thiết kế dễ dàng sử dụng và rất tiện lợi, làm giảm nguy cơ các đồ vật bị lật hoặc va chạm với những bức tường và ủng tắc cửa, giảm tốn kém thiệt hại tài sản. Thích hợp để di chuyển tất cả các loại đồ vật lớn nhỏ như đệm, TV màn hình phẳng, tủ quần áo, tủ lạnh vân vân. Là làm sao đấy, rất tiện dụng nhau coi nhá. Dùng rất hay luôn. Dụng cụ hỗ trợ nâng và di chuyển đồ vật nặng tiện lợi dành cho gia đình nhà bạn. Bình thường là các bác mình nhờ người nọ người kia phanh cùng như đây rất là nhàn thôi. Đấy, kê vào, đẩy bánh nó lên, sau đó các bác đút xem cái bộ bánh xe vào bốn bánh bốn góc đấy, các bác cho vào và các bác đẩy lên, thế là xong, rất là hay luôn. Đó, đi kèm là có cả cái dụng cụ đòn bẩy nữa và bốn cái đế nha, để các bác cho lên và các bác ấy. Ở đây nó có bánh xe này quay này, đấy, bánh xe cứ thế nó quay, di chuyển nó quay luôn. 70k bộ nhá, bộ dụng cụ di chuyển đồ 70k, hàng Việt Nam nhá, rất chắc chắn chất lượng luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái mã dầu gió Singapore này. Nhiều bác hỏi quá này, thì đây, tiếp tục hàng lại về nhá. Lên mã em sẽ cái lọ dầu gió hàng của Singapore, made in Singapore. Đấy, một chai này là 24ml nhá, rất là xịn sò, ok luôn. Hàng này thì hàng cam kết bác là hàng chính hãng, chuẩn 100%. Đấy, các bác mà phát hiện hàng giả nhái bên em đến bác 200 lần tiền luôn. Đấy, chắc chắn cái này em bán siêu nhiều rồi. Mà hàng thì khi thảm mới có về, không về được nhiều đâu bạn. Vì hàng này là hàng sách tay, chứ không phải hàng... Đấy, đây, đó, đây. À, hàng này xuất xuất cho thị trường của Mỹ này, LAUSA này, mùi thơm nóng quá nhá, mùi thơm nóng và chất lượng. Hàng của nó thì sẽ là hàng hai nắp, hàng hệ hai nắp. Hàng hệ hai nắp thì hàng là chống chỉ định cho trẻ em sử dụng nhá. Đấy, ví dụ như là trẻ em chẳng may chúng nó có cầm vào chúng nó không thể mở được nhá, vì hàng hai nắp nó là hàng an toàn. Các bác muốn mở có ấn cho em, ấn mạnh vào. Đấy, sau đó các bác xoáy nó ra. Đấy, và khi mà các bác muốn lắp nó vào thì các bác lại ấn nhá. Đấy, lắp vào các bác xoáy sau các bác ấn. Đấy, nó sẽ lại khớp vào, ok. Đây, hàng tem mác ngon này, mùi rất là thơm nhá, mùi thơm nóng nhá. Nói chung là hàng chuẩn dầu gió của Singapore nhá, nên các bác yên tâm. Đấy, bán siêu nhiều luôn, mà thậm chí là lâu lâu mới lại có hàng về thôi, chứ không về liên tục đâu. Đấy, lên mã nhé, em sẽ là cái chai dầu gió của Singapore nhá. Một chai này là giá sẽ là 50.000 một chai. Lên mã em sẽ là chai dầu gió Singapore 50k một chai, các bác mua về làm quà biếu tặng, mua về sử dụng cho em. Đấy, đau xương khớp đau người ngậm rồi cảm ốm hắt hơi sổ mũi rồi các bác bị côn trùng đốt. Đấy, nói chung là nó rất là nhiều công dụng khác nhau nhá. 50k một cái chai dầu gió của Singapore này. Hàng một chai này là 24ml. Đây, con nhìn cái tem bóng 7 màu nó này, lên các bác biết ngay là hàng chuẩn hay không này. Đấy, thấy không? Đấy, tem bóng 7 màu này, lên nó nói chung là nhìn cái lọ chính hãng nhìn nó khác ngay, nhìn nó khôn lắm. Đấy, nhìn nó không phải dạng hàng giả hàng nhái đâu. Nhìn các bác nhìn cái cảm quan ngoài các bác biết ngay là hàng chuẩn hay không rồi. Đó, đây. Made in Singapore. Đó. 50k một chai nhá. Dầu gió của Singapore, 50k một chai này, hoặc là lên mã nhá, sẽ là dầu gió xanh cũng được. À, lên luôn cho bác, đó là cái dòng bơm tay này. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái bơm tay vàng nhá. Bơm tay vàng, hàng của thương hiệu Stanley Japan, rất xịn sò, ok luôn. Cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã bơm này thì đây, hôm nay hàng lên shop. Lên shop về cho bác này. Đấy, con này thì nói chung là quá chắc chắn rồi. Đây, Stanley Japan. Có phần đồng hồ đo suất này, dây bơm nhá. Dây bơm thì chống vật, chống gãy. Dây bơm siêu bền, các bác cứ gập cho em thoải mái này. Thả tay cái lại về bình thường luôn. Đấy, dây bơm siêu bền nhá. Phần đầu bơm thì bơm xe đạp, xe máy các thứ ra. Con này thậm chí các bác bơm cho em ô tô con thoải mái luôn. Đấy, đây phần chân bơm có nhìn này, phần chân bơm. Thiết kế toàn bộ là bằng nhựa cao cấp ABS nhá, rất chắc chắn luôn, thân bơm bằng kim loại. Đấy, đây phần tay cầm. Các bác nhìn cái phần ti của nó này, cái phần ti của con bơm này rất là to. Bình thường là các bác mua thị trường cái con ti bơm ấy nó rất là nhỏ, bơm nó thứ nhất là nó rất là mềm mà nó yếu ớt. Đấy, con này bơm cái ti bơm nó to nên khi mà con bơm nó rất là cứng cáp, nó rất là khỏe, nó dễ bơm. Đấy, lượng hơi thì ra rất là đều các nhá, lượng hơi ra rất đều, bơm rất êm luôn. Đấy, bơm rất êm. Về các bác bơm xe đạp, xe máy ra, con này nói chung là các bác xài gia đình là rất là hợp lý. Bình thường là các bác nhà hay có xe đạp, xe máy thứ gì cứ phải đi chạy đi hàng xóm mượn bơm này, rồi là mình cứ phải mang ra quán mình bơm các thứ rất là mất công. Đấy, mua cho em con này về các bác vứt ở nhà. Đấy, lúc nào cần cái mình có cái mình lôi ra mình xài luôn, rất tiện dụng luôn nhá. Đấy, đồng hồ đó xuất đầy đủ các bác luôn. Giá thì đợt này nó về cái lô này giá nó rất là bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái sản phẩm là cái bơm tay vàng. Đấy, bơm tay vàng
Bơm tay vàng này thì hiện tại bên em đang gửi bác giá sẽ là 170.000 một cây nhá. Bơm tay vàng này. Đấy, giá sẽ là 170.000 một cây. Còn nhà em còn một loại nữa là bơm tay inox, bơm tay inox thì là 150.000, còn con này thì là 170. Đấy thì các bác ưng cái mã nào thì cứ báo nha. Đấy, hai mã này nó xem nhau thôi. Đấy, còn cái mã này thì trước em cũng bán rồi. Một thời gian nó hiện đang bán hết hàng mà cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này thì đây đợt này lại về nhá. Đấy, lên mã em sẽ là cái cây bơm tay vàng nhá. Đấy, cây bơm tay vàng. 170.000 một cái cây bơm tay vàng này nhá, 170.000 một cây. Rồi các bạn tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã quạt 12V này. Đấy, thời tiết bắt đầu đang rất là nóng rồi mà cái tình trạng mất điện này chắc chắn là sẽ có xảy ra. Đấy, các bác mua cho em ngay con quạt tẩu 12V này về. Nó là dòng quạt chạy 12V nhá. Đấy, về các bác có ắc quy 12V là các bác cứ phệt vào cho em là vã và là chạy thôi, mất điện không lo nhau nhá. Mát cực kỳ luôn. Rồi là đặc biệt ví dụ các bác nào đang đi ô tô mà những cái dạng ô tô đời cũ là điều hòa thứ là mà nó chưa đủ độ mát ấy thì các bác tăng cường thêm cho em cái con quạt này về nữa. Rất mát luôn. Đấy, thì đi sẵn thì nó sẽ có là cái đầu để cắm, thì nó là cái đầu để các bác cắm vào cái tẩu ô tô nhá. Đấy, cái này thì chuyên dùng cho ô tô, nhưng mà nếu mà các bác muốn dùng gia đình thì bên em sẽ có một phương pháp để các bác dùng gia đình, thì bên em sẽ có bán kèm thêm cho bác là một cái bộ tẩu cái này nữa. Đấy, thì về các bác có ắc quy các bác kẹp vào bình ắc quy, sau đó các bác cắm cái đầu còn lại của nó vào đây, cắm vào đây đó, và các bác kết nối các bác bật lên là các bác xài thôi. Con này nó là dạng quạt đôi nhá, công suất một quạt là 10W nhá, hai quạt thì tổng sẽ là 20W, chạy cực kỳ khỏe và rất êm luôn. Đấy, bẻ các hướng các kiểu này, bẻ lên bẻ xuống bẻ cụp này. Đấy, rồi là xoay sang bên trái, xoay sang bên phải nhá. Đấy, xoay các hướng các kiểu là có thể là ngửa sang sau, ngửa về trước này, rất là tiện dụng luôn. Đấy, là phần đế các bác có thể để trên bàn, để trên nắp capo ô tô, rồi là để những chỗ nào các bác cần mát, rồi là ví dụ như là nó cũng là một chiếc quạt tản nhiệt rất hay, ví dụ như một cái thiết bị gì đấy trong mùa hè này. Đấy, thường thường các bác xài nhiệt độ bên ngoài trời rất là cao rồi, các bác cần một cái thiết bị để mà các bác tản nhiệt thì con này nó cũng là một cái phương pháp rất tốt luôn. Các bác chỉ việc là kẹp vào cái bình 12V hoặc là các bác xài thôi. Đấy, rất ok đây. Đấy, đây em đang có cái bình 12V này, các bác kẹp cho em đúng đầu âm dương nhá. Đây, kẹp đúng đầu âm dương cho em. Đấy là quạt nó chạy luôn, quạt chạy phà phà luôn, chạy khỏe lắm. Đấy, con này mà nó đủ điện áp của nó chạy thì siêu mát luôn. Vì nó là dòng quạt đôi mà nó mát kinh khủng luôn. Đây. Đấy, đây em với đang để số 1 nha các bác, tăng số 2 này. Đấy, thấy không? Chạy rất êm. Nó là dòng động cơ không thổi than nhá, nên là thứ nhất là nó chạy nó êm, mà thứ hai là cái động cơ không thổi than này nó rất là bền các bác, rất là bền. Nó không như cái dòng động cơ của thổi than đó các bác, chạy rất là nhanh hỏng như con này. Chạy như là êm không kêu, mà thứ hai là nó bền các bác. Đây, bật bác số 2 này. Thấy không? Chạy nó phà mát kinh khủng luôn. Em để khoảng cách từ đây đến chỗ em ngồi khoảng tầm hơn mét nhưng vẫn rất là mát nhá. Nó cái giải thổi của nó rất là xa, rất mát luôn. Đấy, mát cực kỳ. Đây có những em chỉ gần cầm và phà luôn. Đấy, có nhận thấy không? Phà luôn. Mát cực kỳ luôn. Đấy, mùa hè ví dụ trong tình trạng mất điện, các bác xài này cho em rất hợp lý. Rồi là ví dụ trên ô tô mình điều hòa chưa đủ mát thì các bác xài cho con này. Mát cực kỳ. Đấy, điều chỉnh các hướng các kiểu nhá. Đấy, đây. Đó, cục lên cục xuống này, cục ra cục vô. Rồi làm một cái dụng cụ để tản nhiệt cho cái thiết bị mà nó hiện tại đang nóng quá tải rồi. Các bác làm cái con quạt để tản nhiệt rất là mát luôn. Đó, rất là hay nhá. Quạt chạy rất êm. Đấy. Công suất là 10W một quạt, hai quạt là 20W nhá. Và cắm trực tiếp vào nguồn 12V cho em là các bác xài thôi. Đấy, và về nếu mà các bác không có ô tô, các bác muốn xài ắc quy thì các bác mua thêm cho em cái đầu tẩu cái nha. Đấy, thì tại vì em đang bán một cái đầu tẩu cái nha, đang bán với bác là giá là 40.000 một cái này. 40.000 một cái đầu tẩu cái nha. Còn nếu mà các bác muốn mua còn quạt thì đang bán với bác giá là 120.000 một cái nhá. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái quạt tẩu 12V. Đấy, hoặc là quạt 12V được. Quạt 12V giá sẽ là 120.000 một cái quạt 12V nha. Đấy, 120.000 một cái quạt 12V nhá. Còn mua đầu tẩu thì cái đầu tẩu cá thì đang bán với bác là 40.000, về các bác kẹp trực tiếp bình ắc quy là các bác xài. Còn nếu mà nhà bác nào dùng chiếc ô tô thì không cần đâu. Đấy, chiếc ô tô thì nó có sẵn cái đầu tẩu cá này rồi, về là các bác cắm chiếc ô tô là các bác cắm cái đầu tẩu cá nha, là các bác xài thôi. Còn nếu mà cái này em bán với bác nào mà dùng ở gia đình không có ô tô, hoặc là các bác muốn xài gia đình xài ắc quy thì các bác mua cho em thêm cái này. Đấy, còn không thì về các bác chế cháo mình về thì các bác chế gắn hàn đấy được. Đấy, cái đầu này của nó, đầu lồi là đầu dương này, còn đây đầu âm. Nhưng mà về các bác cắt ra các bác hàn chế, ví dụ hàn nó lỗi thì bên em không bảo hành các bác nhá. Đấy, vì hàng nó phải nguyên si bên em mới bảo hành được, không đến lúc ví dụ như hàng nó vấn đề xảy ra mà các bác cắt chế cháo ra các bác đấu nối thì bên em không bảo hành nhá. Hãy lưu ý cái vấn đề đấy. Đó, rồi lên mã cho em xem cái chiếc quạt 12V nhá. Đấy, quạt 12V chạy rất khỏe, rất mát luôn. Chạy điện 12V.
Nhớ cho em là chạy điện 12V nhá. Về các bác phệt với điện 220 là đi ấy. Giá sẽ là 120.000. Còn muốn mua thêm cái đầu tẩu cái để về các bác kẹp vào bình ắc quy thì đang bán các bác là 40.000 một cái đầu tẩu cái nha. Tiếp theo thì lên luôn cho bác cái bài hàng rất hot trong mùa hè, đó là cái kính bơi này. Đấy, các bác chuẩn bị đi du lịch này, đi chơi này. Đấy, rồi cho các cháu nhà mình. Cái kính bơi này thì trẻ em người lớn đeo hết luôn các bác nhá. Trẻ em người lớn đeo hết luôn, rất tiện dụng nhá. Đầy đủ phụ kiện thứ bên trong. Về các bác tháo ra là các bác xài thôi. Đấy. Nói chung là đã chuẩn bị xác định đi biển đi biết thì nên có rồi, ví dụ như là các cháu nhà mình ở nhà đến mùa hè hay bơi biết các thứ rồi đấy, cầm một con kính bơi hoặc người lớn có thể đeo luôn. Con này có thể chỉnh cữ được nhá. Đây cái dây thu đằng sau của nó này, nó có thể chỉnh cữ được. Về các bác tháo trong cái nắp ra này. Nâng cái nắp ra này. Đấy, sau đó các bác chỉnh cữ theo cái vòng đầu của bác nhá, hoặc là theo người đeo. Đó và các bác đeo thôi. Kính thì mắt rất là trong này. Đấy, mắt rất là trong và cái phần do này bịt rất là kín luôn, không lo nước vào nhá. Đấy, gọi là cái kính bơi. Đấy, báo giá bác luôn. Giá thì rất tốt, bình dân luôn. 20.000 một cái kính bơi này các nhá, chỉ có 20.000 thôi. Lên mã cho em xem cái kính bơi nhá. Đấy, kính bơi mùa hè. Giá đang của bác là 20.000 một kính bơi nha. 20.000 một cái này. Đấy, 20.000 một cái bộ kính bơi này. Về là các bác mua cho các cháu này mình sử dụng này. Mà chuẩn bị đi biển biết các thứ này, rồi là người lớn có thể xài được luôn nhá. Đó, bơi biết các thứ là dùng rất ok luôn. Về dùng rất là tiện. Đó, bình thường các bác ra những khu du lịch các thứ thì một cái kính bơi này 5-60.000 một cái luôn đấy. Thực sự bác luôn, nếu mà các bác đã xác định chuẩn bị đi rồi, mình nên mua trước này đi. Đấy, mua có cái là xài luôn, thứ nhất là rẻ, thứ hai là tiện mà có cái dùng ngay. Đó, đến lúc mà đến nơi khi một là có khi còn cháy hàng, thứ hai có khi nó rất là đắt. Đấy, vì khu du lịch nhiều khi người ta chặt chém giá rất là cao. Đó, 20.000 một cái sản phẩm kính bơi nhá. Người lớn trẻ em đeo hết luôn vì cái này nó có cái phần dây chun này nó chỉnh cái cữ đầu. Đấy, và cái phần mắt này khá là to này, nên là người lớn trẻ em đeo hết luôn. Đó, ok. 20.000 một cái bộ kính bơi nhá, 20.000 một cái. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái dòng bút bi này, bút bi thiên long nhá. Hiện tại em đang có hai màu là màu xanh và màu đen, và mình em đang bán đồng giá là 25.000 một hộp nhá. 25.000 một hộp bút bi là 20 chiếc nha. Đấy, bán là cả một hộp 20 chiếc luôn vì giá nó rất là bình dân hạt rẻ rồi, chứ không phải là dạng giá cao đâu. Bình thường là các bác mua một cái hộp này ở cửa hàng biết phải khoảng tầm 5-60.000 một hộp. Đây bên em bán các bác giá thì gần như là cái giá gọi là cái giá các bác nhập vào luôn đấy. Có khi cửa hàng nhập với giá đấy luôn. 25k nhá, 25k cho một cái hộp bút bi của Thiên Long. Đấy, một hộp là 20 bút nhá. Đầu bút thì là đầu bút cao cấp 0.5mm. Đấy, nét viết trơn này, êm này, mực ra đều và liên tục này. Đấy, thì một hộp là 20 cây. Bên em sẽ có hai màu là màu xanh và màu đen. Các bác lấy màu nào báo em hoặc mình có thể lấy cả bộ về thay nhau viết được. Đấy, thì một hộp là 25.000, lấy hai hộp là một đôi là 100. Đó, tùy nhu cầu nhá. Có hai màu là màu xanh màu đen. Bút bi của Thiên Long nhá, đây, bút đây. Đấy, bút đây nhá. Đấy, rất ok luôn. Về các bác xài sử dụng này. Đầu bút là đầu 0.5mm. Đấy, lò xo rất là trơn tru, chắc chắn chất lượng luôn. Nói chung là bút bi này thì quá nhiều bác biết, em không giới thiệu nhiều, chủ yếu là báo giá bác thôi. 25k một hộp nhá. Màu xanh màu đen, lấy màu nào báo anh em nhá. 25k một hộp là 20 bút nhá. Bán một lúc là bán cả hộp luôn, không bán lẻ một cây nhá, không bán lẻ một cây, bán cả hộp luôn. Sản phẩm tiếp theo thì đây, lên cho bác một cái mã hàng rất là hay, đó là cái móc áo cua đơn. Các bác cứ lên mã nha, cái móc áo cua đơn. Bên em sẽ bán nó combo một lần là 10 chiếc một nhá. Đấy, bán nó combo một lần 10 chiếc một này. Giá thì siêu hạt rẻ luôn. 30.000 cho một combo 10 cái, chính ra là vào có 3.000 một cái thôi. Đây 2 này. 2 4 6 này, 7 này. 8 này. 9 10. Đây, một lần là 10 cái này nhá. Về các bác xài móc vào quần áo này, móc đồ thứ rất ok đây. Đấy, kẹp rất chắc luôn, kẹp siêu chắc nhá. Đây cái phần móc, đấy, các bác móc treo lên tủ đồ, tủ quần áo rất là gọn gàng, ok. Và các bác có thể móc móc đây, móc nhà này. Móc treo nó nối tiếp với nhau luôn. Đây, đấy, rất ok luôn, rất hay nhá, thiết kế rất là thông minh. Nó chỉ có một cái còn gọn thôi nhưng mà rất là hay, nhỏ nhưng mà có võ nhá. Đấy thì sẽ bán được combo là 10 cái một nha. Đấy, 10 cái một này. Giá của nó sẽ là đi 30.000 nhá, 30.000. Lên mã giúp em sẽ là cái sản phẩm là cái móc áo cô đơn. Đó, móc áo cô đơn. Bán được combo là 10 cái một nhá. Đây, móc áo cô đơn này. Combo là 10 cái một, giá sẽ là đi 30.000 cho một combo 10 cái nhá. 30.000 cho một combo là 10 cái nhá. Đấy, về các bác xài sử dụng rất hay đây. Em sẽ cho bác xem một cái video thực tế về sản phẩm để các bác biết về cái công dụng của sản phẩm như nào. Đây các bác cùng coi này. Nếu tôi biết có loại kẹp móc này, tủ quần áo của tôi sẽ không xếp chồng lên nhau như thế này. Chỉ cần gắt đôi quần thôi, kẹp chiếc kẹp nhỏ bé này vào là có thể treo quần áo thật gọn gàng.
Bạn có thể xếp gọn toàn bộ tủ quần áo, chỏ với một thao tác rất đơn giản thôi. Quần áo sẽ không còn chất đống nữa. Cái gì cũng có thể treo, những đồ phụ kiện nhỏ này cũng có thể treo lên, không thành vấn đề. Thiết kế đầu kẹp bọc silicone mềm, không để lại dấu vết gì hết trên đồ của bạn. Bạn cũng có thể đặt chiếc kẹp này ở nhà bếp để chứa các loại gia vị đóng gói khác nhau. Điều quan trọng là có thể treo ở bất cứ đâu. Còn gì mà nó không thể kẹp nhỉ? Hãy chỉ mình nhé. Đó, khi mà các bác kẹp vào quần áo lên nó rất là ok luôn. Rất là dễ tìm, dễ kiếm này. Rồi là các bác có thể móc đồ vật, đồ ăn các thứ lên đấy được luôn. Rất tiện dụng các bác treo lên nhá. Đó, rất là hay. Nói chung là giá nó hợp lý mà sản phẩm dùng rất là ok đấy. Dùng hay lắm, cái này em bán cực kỳ nhiều. Bán chắc phải đến khoảng tầm mấy trăm nghìn chiếc. Mấy trăm nghìn combo này, bán kinh khủng khiếp luôn đấy. Vì giá nó bình dân, rẻ, nó chỉ có 30 ngàn thôi mà 10 chiếc này. Về nó móc được khá là nhiều đồ luôn. Đó. À, combo 10 móc áo cô đơn nhá, 30 ngàn một combo nha. Này, thời tiết nóng nào quay cũng phải sẵn cái quạt 12V này, rất mát quá nhá. Đấy, phải mọi người mát cực kỳ luôn. Ở đây. Rồi, tiếp theo là thắt lưng với lại ví da thì hàng mới shop tiếp tục về nhá. Dòng thắt lưng da bò với lại ví da của Mỹ này. Đây, giới thiệu luôn với bác đó là cái ví da này. Ví da này thì tại em đã có hai màu. Là ví da màu nâu, ví da màu đen. Giá em đang bán là 140 ngàn một cái nhá. Lên mã em sẽ là cái ví da màu khâu tay nhá, 140 ngàn một cái này. Có hai màu là màu nâu màu đen. Thì các bác cứ lấy màu nào được cứ báo cho em nhá. Đấy, lấy màu nâu báo cho em, lấy màu đen báo cho em đây. Con này là con màu đen đây này. Đấy, con này là con màu đen, còn con này là con màu nâu nhá các bác nhá. Đây, quay cho bác chi tiết về sản phẩm này. Toàn bộ thì là khâu bằng tay. Đấy, khâu bằng viền bằng tay hết luôn. Đấy, bên trong này. Hàng này thì hàng của Mỹ nhá, made in USA. Đó, phần bên trong đây. Có rất nhiều ngăn đấy bác, xài thoải mái luôn. Có cả một cái ngăn khóa chính này để các bác để những cái tài liệu chính ở đây. Và một cái bên ngoài là những cái ngăn nhỏ này. Đây hàng này, có nhìn này, hàng da nó, hàng da nguyên miếng nhá. Hàng cam kết bác là hàng da chuẩn 100% luôn. Đấy, nếu mà không phải da thật bên em không biết tiền bác luôn. Đến nơi các bác cứ nhận hàng kiểm tra, test thử da thật cho em thoải mái luôn. Đấy, hàng cam kết da thật 100%. Đây, bên trong đây. Đó, rất nhiều ngăn đó, có cả những ngăn nhỏ nhỏ các bác đựng thẻ ngân hàng, rồi là thẻ căn cước công dân, thẻ giấy tờ cá nhân, giấy tờ tùy thân vào đây rất ok. Bên trong các bác đựng tiền chưa? Đấy, rất chắc chắn nhá. Cái đặc trưng của cái sản phẩm này khi mà da thật ấy là các bác càng xài thì da nó càng bóng. Càng xài da nó càng bóng nên là dùng rất là thích luôn. Đó. 140 ngàn một cái nhá. Lên mã em sẽ là ví da bò khâu tay 140k. Hiện tại đang có hai màu là màu nâu và màu đen, các bác lấy màu nào báo nhé. Đây này, nó có cả giấy chứng nhận nguồn gốc sản phẩm này. Đấy, cam kết da thật yên tâm nhé. Rồi tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái dòng thắt lưng. Đấy, cũng của made in USA. Lên mã em sẽ là cái thắt lưng da bò Mỹ nhé. Hiện tại thì bên em cũng đang có hai màu là màu nâu và màu đen, thì các bác cứ lấy màu nào báo nhé em nhé. Đấy, lấy màu nào báo nhé. Mặt thì siêu đẹp rồi, riêng mặt này thì không phải chê, còn chất da thì cũng miễn bàn luôn. Đây, đó, made in USA này, có nhìn này. Đó, made in USA có chữ dập chìm này. Đó, made in USA nhá, rất xịn sò luôn. Đây là màu đen, đây là màu nâu. Đó, thì lấy màu nào báo nha em. Còn đây là phần mặt, em quay bác chi tiết cảnh mặt này. Mặt rất đẹp luôn. Đấy, mặt sáng bóng đẹp. Kim loại dày nhá, kim loại dày chứ không phải dạng mỏng mẻo đâu các bạn. Bình thường các bác hay mua những dạng giá rẻ thị trường mỏng mẻo, cái đấy thì dùng thứ nhất là nhanh hỏng, thứ hai là dùng một thời gian là nó bạc hết màu. Như con này thì cam kết bác hàng chuẩn. Đây, cái phần thứ kim loại rất là dày này. Đây này, rất dày, rất chắc chắn luôn. Hàng này của bên em thì đang bán bác là hàng con lăn. Cái con lăn này thì nó rất là cơ động này. Cơ động là như nào, ví dụ như là các bác bụng to, bụng nhỏ là các bác không phải lo. Ví dụ là bụng to các bác cũng để xài được, mà bụng nhỏ cũng để xài được. Bình thường các bác mua những cái dạng lẫy cài ấy. Lẫy cài là ví dụ những cái bác nào bụng nhỏ thì cũng may ra thì còn sửa chữa được, những bác bụng to thì rất là khó. Bụng to thì lại phải theo cữ của nó cơ. Có khi nhiều bác bụng to quá thì không xài được đâu. Thì đây nó dạng con lăn, nó thoải mái tự do. Cái size của nó là free size. Bụng to, bụng nhỏ rồi các bác eo to eo nhỏ là dùng xài là hết luôn. Đấy, đây là rất là tiện nhá. Đây, thiết kế dạng con lăn này. Đấy, thiết kế dạng con lăn. Đó, về các bác xài, mặt thì siêu chắc chắn, siêu dày. Hai màu là màu đen màu nâu nữa, lấy màu nào báo nha. Đấy, lên mã em sẽ là cái thắt lưng da bò hàng của Mỹ. Giá thì bình dân thôi, 180.000 một cái nhá, 180.000. 180k. Đấy, 180k. Lên mã em sẽ là thắt lưng da bò này. Đấy, hai màu nâu và đen. 180k một cái, lấy màu nào báo em nhá. Hàng thì chuẩn của Mỹ luôn, made in USA. Đấy, made in USA rất xịn sò, ok. 180k một cái. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái môi cơm inox này. Đấy, cái này rất là hay nhá, hàng mới về luôn đấy. Đó, bình thường là các bác hay thấy những cái môi cơm nó bằng nhựa các bạn, bằng nhựa
Cái này là bằng inox này. Cái này thì em báo giá luôn nhá. Giá em là gửi bác là 50 ngàn một cái mô cơm inox này. Đấy, bình thường là các bác hay nhìn thấy những cái mô nhựa như con này là rất là hay, thiết kế rất hay, nó bằng inox. Đấy, SU-34. Về các bác cứ test 500 cho em thoải mái luôn. Inox thì các bác dùng yên tâm là rất là bền này. Thứ nhất là bền và thứ hai là nó sạch sẽ. Đấy, sạch sẽ mà an toàn sức khỏe. Bình thường các bác dùng như mô nhựa là nó phải chuẩn cơ. Thì như chất liệu nhựa nó chuẩn thì các bác ví dụ các bác xúc cơm nữa là nó tiếp xúc với nhiệt nóng thì không lo, chứ còn các bác mà dùng những cái mô nhựa mà kiểu dạng vớ vẩn ấy là cái nhựa rất là độc, thì các bác chuyển sang dùng cho em cái mô inox này. Thứ nhất là sạch sẽ, an toàn, ok. Đấy. Giá em đang gửi bác là 50k một cái mô cơm inox nha. Đó, giá thì bên em đang gửi bác là 50 ngàn một cái nhá. Lên mã em xem cái mô cơm inox nhá. Cực kỳ sạch sẽ và an toàn luôn. Các bác về xài chuyển sang cái hệ inox cho em. Đấy, hàng bên em mới về ôm lô số lượng có hạn đâu nhá, không có nhiều đâu. Đấy, về bán thử với bác này. Về các bác xài thử dùng rất ok luôn. 50 ngàn một cái này, dùng bền, an toàn sức khỏe mà chất lượng nhá. SU-34, nhận hàng cứ kiểm tra test 500 cho em thoải mái luôn, sạch sẽ ok. Sản phẩm tiếp theo thì đây, rất nhiều bác hỏi cái mã hàng điếu ngải cứu này, hôm nay hàng bên shop tiếp tục về nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp điếu ngải cứu nhá. Một hộp là 10 điếu ngải cứu, về các bác xài. Thứ nhất là xài để mình lấy mùi thơm này. Đấy, cái này khi mà các bác ngửi những cái mùi ngải cứu này rất là nhẹ người luôn. Đấy, tốt cho sức khỏe. Mà thứ hai là con này nó có tác dụng đuổi muỗi nhá. Đấy, xua đuổi muỗi, côn trùng rất là tốt luôn. Đấy, rồi là ví dụ như là nhà cửa lạnh lẽo, các bác thắp lên cho em một nén như này. Đấy, ấm áp nhà cửa ok luôn. Đó, nó là dạng điếu to này nhá. Nó hiểu là cái điếu xì gà. Đấy thì bên em hay gọi là điếu ngải cứu nhá. Đấy, điếu ngải cứu. Trong này là sẽ có ngải cứu. Cái này về các bác không cần phải bóc gì cả, về chỉ việc là các bác đốt lên sau đó các bác gì thôi. Rồi các bác xài thôi. Thì đi kèm thì bên em sẽ có gửi kèm thêm cho bác là một cái đế như này. Đấy, một hộp này sẽ có kèm một đế nha. Cắm nó vào đây. Đấy, cho các bác để lên nha. Là các bác đốt trực tiếp cái đầu này thì nó cứ thế nó cháy dần là nó sẽ tỏa mùi hương ra rất là thơm. Đấy, rất nhiều công dụng nhá. Tốt cho sức khỏe này, rồi là xua đuổi muỗi này. Đấy, xua đuổi muỗi, côn trùng, rồi là giúp nhà cửa ấm cúng. Đấy, rất ok luôn. Một hộp là 10 điếu luôn nhá. Giá thì siêu tốt bình dân luôn. Đấy. À, lên mã giúp em sẽ là cái hộp điếu ngải cứu 10 điếu nhá. 10 điếu. Giá của nó sẽ là đi 30k nhá. 30k. 30k một cái hộp điếu ngải cứu này. Đấy, cứ lên mã giúp em xem là điếu ngải cứu này. Điếu ngải cứu nhá. Đấy, chất liệu là toàn bộ là từ ngải cứu ạ. Ngải cứu từ thiên nhiên nên rất an toàn. 30k một hộp 10 điếu nha. Đấy, đi kèm sẽ có là một cái đế gỗ này để về các bác cắm cái điếu này vào, các bác đốt lên coi nhá. Đấy, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Ngải cứu đường muỗi thơm phòng an toàn cho người dùng. Sản phẩm được làm từ cây ngải cứu an toàn với nhiều công dụng như đuổi muỗi, diệt khuẩn không khí, mang lại cho bạn sự tĩnh tâm và giảm căng thẳng, giúp ngủ ngon và sâu giấc hơn. Chất liệu thiên nhiên an toàn sức khỏe nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng và không lo vấn đề độc hại. Thích hợp sử dụng mọi nơi trong gia đình, mang lại mùi hương nhẹ nhàng và dễ chịu. Nhanh tay đặt hàng để nhận những ưu đãi đặc biệt từ shop nhé. Rất nhiều công dụng nhá. Đấy, đem lại sức khỏe này. Rồi là thông thoáng nhà cửa nhá. Thông thoáng nhà cửa, rồi là dùng rất nhiều công dụng khác nhau. Đấy, cho một cái không gian trong lành, mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng của mình ngày cứu dùng rất là tốt cho sức khỏe luôn nhá. Đấy, thì ở đây một hộp là 10 điếu này, giá sẽ là 30.000 hộp nhá. 30.000 hộp, lên mã cho cái hộp 10 điếu ngải cứu nhá. 30k một hộp 10 điếu ngải cứu, đi kèm cho bác là một cái đế này nhá. Đấy, lên mã cho em sẽ là cái hộp điếu ngải cứu 10 điếu nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái chai dầu gió của Singapore, hàng mới shop tiếp tục hàng về này. Đấy, về các bác bôi đau nhức người ngậm này, côn trùng đốt các thứ dùng rất là tốt luôn. Một cái lọ này dung tích của nó sẽ là 24 ml, hàng cam kết chuẩn của Singapore luôn, made in Singapore, hàng xách tay nhá. Bản này xuất cho thị trường của Mỹ luôn này con này. Đấy, thị trường của Mỹ luôn, rất là xịn. Đó. Một hộp là 24 ml nhá. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra mở ra, bóc rồi là test thử các thứ thoải mái cho em luôn. Giá bên em đang gửi bác thì một cái lọ dầu gió nha. Đấy, giá của nó sẽ là 50.000 nhá. 50.000, lên mã em sẽ là cái lọ dầu gió nhá, lọ dầu gió của Singapore. Đấy, một lọ là 50.000. Một lọ dung tích là 24 ml coi nhá. 24 ml, 50k một lọ dầu gió này coi nhá. Tiếp theo thì lại về tiếp tục, đó là cái mã hàng keo dán giày. Đấy, báo giá bác luôn, bán nhanh bác luôn, 20.000 một típ keo dán giày này. 20k một típ này. Lên mã giúp em sẽ là cái keo dán chuyên để các bác dán giày, dán dép nó bị rách, bị đứt các thứ đó. 20k một típ. Đấy, 20k một típ, các bác lấy 3 típ. Giá của nó sẽ là 50.000. Đấy, 50k cho 3 típ nhá. Đấy, 53 tip, còn các bác lấy một tip để là 20k. Đấy, tùy nhu cầu nhá. Keo dán giày dán cực kỳ chắc luôn. Một tip này sẽ là 60 ml. Đấy, 60 ml, dùng rất ok luôn. Đấy, về các bác chuyên dùng để dán giày rách, dép rách bị đứt các thứ rồi, các bác chuyên dùng để dán nhá. Hàng này thì bên em đang bán của nó sẽ là hàng đầu kim. Đây coi nhìn này,
hàng sẽ là cái hàng đầu kim này, các bác dùng là yên tâm đó, để được lâu. Bình thường là những cái dạng đầu ấy là hay bị, các bác dùng hay bị bịt này. Đấy, nhưng con này nó là dạng đầu kim. Đấy, các bác không mà lo cái đầu nó bị bịt hay nó bị tắc các bác nhá. Nên là các bác cứ dùng cái các bác xỏ vào là nó sẽ thông cái đầu luôn. Đấy, lần sau là các bác có thể dùng được mà các bác yên tâm là để lâu được nhá. Đấy. Giá em đang gửi bác là một típ là 20 ngàn. Lấy 3 típ sẽ là 50 ngàn nhá. Lên mã em sẽ là lọ keo dẫn dây. Đây các bác cùng xem thực tế video này. Hãy thử ngay keo dán chuyên sửa giày, giày thể thao, giày da, keo nhựa, keo dán giày mềm, không thấm nước, kết dính chắc chắn và nhanh cô này để sửa lại xem nhé. Keo có độ kết dính cao, không thấm nước, không ăn mòn, không gây ố vàng, không hại da tay, không làm mòn giày hay đồ vật. Thiết kế vòi là lỗ kim giúp dễ dàng lấy lượng keo vừa đủ, không bị khô keo cũng không bị chảy ra ngoài. Keo khô ngay sau khi dán, giày không bị ố vàng hay khô cứng. Anh chị đặt ngay một chai. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, đấy là cái lọ keo dán giày. 20k một típ thôi nhá, lấy 3 típ 50.000. Cái mã hàng mic không dây, báo giá bác luôn 550.000 một cái bộ mic không dây này, bao ship cho bác luôn. Cái bộ mic không dây này thì nó sẽ gồm có 2 cái nhá. Đấy, cái này thì em test rồi, nghe hay lắm. Hát hay gọi, hát nghe cực kỳ hay luôn. Sản phẩm thì sẽ là hàng mới nguyên hộp như này. Đó, đầy đủ phụ kiện full hộp cho các bác luôn. Về các bác xài rất ok nhá. Hàng này thì của Mỹ ạ. Đấy, thương hiệu đến từ Sure nhá, Sure Made in USA, cực kỳ ok luôn này. Đây, đấy, thiết kế mic rất chắc chắn nhá. Cực kỳ đẹp, tinh xảo luôn. Sẽ gồm có là hai mic nhá. Đấy, dòng này là dòng không dây. Không dây thì về các bác không cần phải dây dạ lằng nhằng, chỉ cần cắm cho em mấy cục kết nối vào, sau đó các bác bật mic là xà thôi, không cần phải dây dạ gì lằng nhằng, nó tiện cái là không dây. Đấy, đi về các bác lắp cho em cái này vào này. Đấy, lắp cái này vào là nhìn lên rất ok. Đây, đấy, nó sẽ có hai cái, một cái, hai cái, hai màu khác nhau nhá. Đây lắp luôn mà nhìn cho nó đẹp này. Đấy, quá đẹp luôn, lắp vào cái nhìn uy tín ngay. Đó, rất đẹp đấy nhá. Đây hai mic này, đi kèm với bác là pin của nhá, pin. Đấy thì mic này, mic không dây là xài chắc chắn là phải có pin rồi. Đấy thì đi kèm với bác là ba pin của nhá, ba pin thì sẽ có là hai pin cho hai mic và một pin cho cái cục kết nối không dây nha. Đấy thì hướng dẫn các bác luôn này. Thì về các bác sẽ lắp cho em hai pin vào hai cái mic nha. Đấy, tháo ra. Ở đây nó có cái đấy, lắp cho em đúng đầu âm dương nhá. Đấy, lắp đúng đầu âm dương. Đấy, lắp đúng đầu âm dương. Cái này thì nó hơi căng chút, các bác về ấn vào. Đó, rồi. Sau đó là các bác ra bật mic test lên cho em này. Đấy, lên rồi nhá. Lên rồi này. Đó, rất ok, rất là dễ sử dụng thôi. Đó rồi, các bác giữ lì thì sẽ bật, giữ lì sẽ tắt nhá. Đó thì các bác lắp cho cái đuôi này vào. Các bác xài thôi. Đấy, Su Made in USA này. Đấy là các bác lắp xong pin vào mic nhá. Tiếp theo là các bác lắp pin vào cái cục kết nối không dây được chưa? Đấy, lắp pin vào đây. Đây, lắp đúng đầu pin nhá. Đây nó có cái hiển thị này. Đấy, lắp đúng đầu pin vào nhá. Nó sử dụng cái pin là pin 18650. Cái pin này thì rất là hay, là các bác không phải thay thế gì. Các bác chỉ việc là sạc lại và các bác lại dùng thôi. Khi mà hết pin thì các bác lại cắm sạc vào dùng. Đấy thì đây nó sẽ có nút on off này, bật lên cho em. Sau đó các bác cắm trực tiếp vào cái âm ly hoặc là cái bộ thu phát tín hiệu ấy, các bác cắm vào để nó ra âm thanh nhá. Thì đây em sẽ test cho bác coi luôn. Một cái hay nữa của cái sản phẩm này là toàn bộ nó dùng cái pin sẽ là cái pin 18650 thôi nhá. Đây, pin 18650 này. Cái pin này thì thị trường nó bán rất là nhiều. Ví dụ như sau này mà nó có hỏng pin thì các bác vẫn có thể thay thế cho em thoải mái luôn nhá. Và nếu mà các bác có nhu cầu muốn mua thêm cái pin này thì bên em đang bán một cái viên pin 18650 nha. Bên em đang bán lẻ các bác là 20.000 một viên thôi nhá. 20.000 một viên, nếu mà các bác có nhu cầu dùng nhiều mua thêm. Còn không thì hết pin thì các bác lại lấy cái dây sạc các bác cắm vào cho em. Đây này, nó có cái cổng sạc DC 5V này. Đấy, đi kèm nó sẽ có là cái dây cáp sạc như này nhá. Cái dây cáp sạc này, lại các bác cắm vào đây. Sau đó là các bác cắm trực tiếp vào cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy. Đây là cái cục sạc Samsung nha, em đang xài này. Đấy, nếu mà các bác có nhu cầu mua cái cục sạc này để về sạc cho thiết bị các thứ à, hoặc là sạc cho cái mic này, thì bên em đang bán cho bác là lẻ một cái cục sạc của Samsung nha. Giá sẽ là đi 30.000 một cục nhá. Lên mã cho em sẽ là cái cục sạc Samsung. Công suất của nó sẽ là 5V 2A. Giá đang gửi bác là 30k một cái cục sạc nha. Đấy, 30.000 một cục nhá. Đấy, nếu các bác nhu cầu mua thêm. Đó thì đây, về thì các bác cắm trực tiếp vào cái cổng USB này. Đấy, sau đó một cái đầu lại các bác cắm vào cái mic là các bác sạc cho cái mic này rồi. Đấy, sạc đầy pin thì các bác lại lôi ra các bác xài. Cái này anh thấy luôn nhá, hai cái đều có cổng sạc luôn. Và cả cái bộ kết nối này cũng có cổng sạc luôn này. Đây này, toàn bộ là thiết kế thông minh thôi. Là các bác sạc một lần và dùng được nhiều lần nhá. Và khi mà hết pin thì các bác lại mang ra các bác sạc, nó như kiểu là điện thoại thông minh bây giờ ấy.
hết pin thì các bác lại lôi ra sạc thôi. Dùng hết pin lại lôi ra sạc có thế thôi, rất tiện dụng, không cần phải thay tháo nhiều lần. Đó, đây là trên này có nút on off bật tắt này. Đấy các bác bật tắt ở đây. Ở đây thì giữ lì cho em nhá. Đấy giữ lì lên và các bác muốn tắt thì các bác giữ lì cho. Có thế thôi, rất là dễ dùng dễ dụng luôn. Và một cái rất là hay là đi kèm nó sẽ có đi kèm cho bác một cái cổng kết nối như này. Đấy, cái cổng kết nối này để làm gì? Bình thường là các bác về cắm âm ly ấy, là các bác cắm trực tiếp cái này vào âm ly rồi cái bộ thu phát âm thanh nhà mình các bác cắm vào là các bác xài. Còn cái này thì ví dụ như là các bác có một cái loa Bluetooth ấy. Đấy, một cái loa Bluetooth ấy thì các bác cắm vào cho em. Và cái chân này còn lại, các bác xem cái loa Bluetooth nhà mình nó có cái cổng chân 3.5mm này không? Các bác cắm trực tiếp vào cái cổng 3.5mm là các bác xài. Đây ví dụ như em đang có một cái con loa Bomox 3 này. Đấy nó có cái cổng chân AUX 3.5 này. Đấy thì các bác cắm trực tiếp vào cho em. Đây em bật loa cho bác coi. Đó. Đấy, sau đó các bác cắm vào cho em. Đó các bác cắm vào. Sau đó các bác bật on lên nhá, nhá. On lên. Đó thì giờ em sẽ test mic cho bác này. Alo, lo lo lo. Đây nhá, đây, về thì các bác có cái một cái loa không dây nhẹ nhẹ này. Đây view đây em đang có một cái loa không dây này. Đấy về các bác là đi kèm nó có một cái cổng kết nối 3.5 này. Các bác cắm trực tiếp vào cái phần tai nghe của cái loa này. Đây view em là cắm đây nhá. Đấy cắm này. Đấy, nó sẽ nhận nha. Bắt đầu test này. Là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo 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 alo. Đấy. Rất ok nha. Đấy, nghe có độ vang các thứ đầy đủ luôn. Mic thu rất tốt luôn các nhá. Đấy. Các bác nghe thực tế là em đang nói bằng mic luôn. Nghe rất ok luôn. Đấy. Cái này là bằng cái loa Bluetooth của nhá. Về đó các bác cắm vào mic là nghe rất hay luôn. Đấy, về các bác cắm vào cái âm ly thứ nhà mình nhìn nhau hai nữa. Còn đây là loa mà nó đẩy lên nghe rất ok rồi. Bắt rất tốt, rõ ràng luôn. Rồi. Vâng, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình của Sốt Tiến Huyền các bác nhá. Đó, nghe rất ok. Rồi, đấy là thực tế về cái sản phẩm mic không dây này. Đấy, cái này thì em đang quay cái cách kết nối là bằng loa không dây Bluetooth này thôi. Còn nếu mà về thì về các bác cứ có âm ly, các bác cứ cắm trực tiếp âm ly mà xài nghe nó vẫn chuẩn hơn đúng không ạ? Đấy, cái này thì ví dụ như là mình cần hát di động ạ, cần di chuyển di động thì các bác cắm vào đấy để các bác xài. Vì ví dụ là trong trường hợp là những cái loa bây giờ là thường thường nó không có cái cổng to này thì các bác cắm vào cổng nhỏ thì nó sẽ đi kèm là một cái cổng chuyển đổi này thì về cũng khá là tiện. Đấy, về dùng rất hay luôn. Đó, cắm phịch vào cái. Thế là xong. Ok. Rồi các bác nhá. Rồi chọn bộ như này đầy đủ phụ kiện. Về là các bác lắp vào là xài. Nhận hàng thì các bác cứ kiểm tra test cho em thoải mái luôn. Nói chung là khá là ok đấy. Nghe hay, xịn, chất lượng, hàng của Sure nhá, Made in USA. Đó. Hai mic rồi là pin biếc, bộ kết nối không dây đầy đủ đi kèm luôn. Pin là pin sạc quá nhá, pin là pin sạc, không phải pin sử dụng một lần nên là có yên tâm nhá. Bộ này sẽ có giá là đi 450 ngàn. Đấy 450 ngàn. À thì lỗ bác là 550 ngàn nhá, 550 ngàn. Và bên em sẽ bao ship cho bác luôn. Đấy, bao ship bác luôn là một bộ đầy đủ nha. Đây, đấy bộ mic không dây, hai mic với nhá, hai mic 550k bao ship tại nhà bác luôn, hàng của Mỹ, rất xịn sò ngon lành. Đó. Rồi qua mã hàng tiếp theo. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã đèn cắm trại này, cái này dùng hay lắm. Đó, về các bác đi cắm trại, đi picnic, đi chơi này. Đấy, xa nhà không có điện lưới thì các bác dùng cái này cho em rất ok. Có ví dụ như là trong trường hợp mất điện các bác lấy con này cho em xài rất hay luôn. Đó. Thiết kế rất chắc chắn nhá, nhìn rất là đẹp, vừa decor trang trí, vừa làm đèn chiếu sáng, rất là xịn sò luôn. Toàn bộ thân đèn nha. Đấy, và có phần móc treo đeo lên đeo lại rất ok, nhìn rất đẹp thẩm mỹ nhá. Công tắc bật tắt đây, nó như kiểu dạng chip áp coi. Đấy đây, các bác muốn tăng giảm độ sáng thì các bác điều chỉnh ở cái chip áp cho em. Đấy, kèm công tắc luôn, tạch cái lên này. Đấy, và chip áp này tăng giảm độ sáng đây luôn, tùy nhu cầu các bác sử dụng nhá, rất hay. Và đi kèm là có một cái cọng dây cáp sạc. Con này sử dụng cái pin 18650 nhá. Pin này thì rất là phổ thông và dễ dàng thay thế rồi. Ví dụ như là có hỏng pin, hết pin thì các bác ví dụ có pin này thì các bác lại lấy cục pin ra thay cục pin khác vào nếu pin này hỏng, hoặc là ví dụ như là pin này hết mà chưa kịp sạc lại thay pin khác nào. Thì bên em đang bán một viên pin 18650 nha. Nếu mà các bác muốn mua thêm thì đang bán bác là 20.000 một viên thôi nhá. Đó thì đang bán thêm cho bác là một viên này là 20.000 nếu các bác có nhu cầu mua thêm. Còn sẵn trong này nó có pin sẵn rồi. Thì hết pin thì các bác lại sạc vào và các bác xài thôi, có thế thôi, rất là dễ dàng sử dụng nhá. Giá thì bên em đang gửi bác là đi
90.000 một cái, 90.000 một cái. Lên mã giúp em sẽ là cái đèn cắm trại, đèn cắm trại giá 90k. Đây, chỗ này là cái cổng cáp sạc này. Đấy, về các bác kết nối cắm cái này vào đây. Sau đó là các bác cắm cái chân còn lại vào cái củ sạc điện thoại nhà mình ấy. Nó sử dụng cái nguồn điện là 5V 2A. Về các bác có cục sạc điện thoại các bác cắm vào đây là các bác sạc nó rồi, có thế thôi. Sạc sạc đầy thì lôi ra dùng, hết pin thì các bác lại mang vào sạc, có thế thôi. 90.000 một cái nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái đèn cắm trại nhá. Nhớ cho em mã giúp em là cái đèn cắm trại. Đèn cắm trại. 90k một cái đèn cắm trại nha. Sau đó là siêu phẩm loa bong box 3. Đấy, hay còn gọi là loa B3 nhá. Đấy thì hàng bên em tiếp tục hàng về rồi. Giá thì bên em vẫn đang bình ổn các bác luôn. Đó sẽ là 450.000 một cái con loa bong box 3 này. Thì các bác cứ lên mã em sẽ cái con loa B3. Đấy, loa B3 450k. Đấy, 450k và bên em sẽ bao ship cho các bác tận nhà luôn. Bữa trước rất nhiều bác hỏi cái mã loa này nhưng mà đang bán hết hàng. Đấy, nhưng mà hôm nay hàng tiếp tục về nhá. Đó thì đây, sản phẩm này thì sẽ là hàng mới nguyên hộp như này. Đây, em sẽ đập hộp bác coi này. Trước loa nghe cực kỳ hay luôn. Con này thì bass căng, check sâu, nghe rất là thích thôi nhá. Đấy, nghe rất thích. Sản phẩm là sẽ gồm có là một thân loa này, đi kèm thì sẽ có là dây cáp sạc, rồi là cái này là cái dây kiểu dạng kết nối tai nghe, thì cái dây hầu như là cũng không dùng nhiều lắm, chủ yếu là cái dây cáp sạc thôi. Đây, đây là cái dây cáp sạc nhé. Con này nó sử dụng cái nguồn sạc là 5V 2A. Về các bác có cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy, các bác cắm trực tiếp cái đầu USB này vào cục sạc, và cái đầu còn lại đó là cái đầu chân tai C, các bác cắm mở cái này ra, các bác cắm trực tiếp lên cho là các bác xài thôi. Đây, cắm vào đây đó, sau đó các bác sạc căng đét cho em lên. Đấy, sạc căng lên, sau đó là các bác xài. Đấy, sạc khoảng tầm 1 tiếng đến tiếng rưỡi là pin nó sẽ đầy rồi. Nguồn sạc vào của nó sẽ là nguồn DC 5V này. Đấy, AUX là cổng tai nghe, là USB này, đó là cái cổng kết nối USB. Đấy, rồi là thẻ nhớ, có cả chỗ cổng thẻ nhớ luôn nhá. Đấy, rồi là có cả kết nối Bluetooth 5.0 luôn, cực kỳ xịn sò. Đây, đó, cực kỳ chất lượng luôn nhá. Đấy, có phần quai sách này, các bác rất tiện dụng luôn, đi chơi này, đi du lịch này. Đấy, các bác sách mang đi nghe nhạc nghe nhủng cho em rất ok, rất tiện dụng đi picnic, cắm trại dã ngoại cho em nhá con nhá. Đấy, con này có cả hệ thống đèn LED 7 màu nháy cực kỳ đẹp luôn. Đây, em sẽ mở ra bác coi này. Thì hướng dẫn các bác xài luôn nhá, các bác giữ cái nút này cho em này. Đó, bắt đầu là nó kết nối nhá. Đó, tinh gái bắt đầu là đang báo là kết nối Bluetooth nha các bác nhìn này. Đấy, đèn nháy 17 triệu màu cực kỳ đẹp luôn. Đó. Bây giờ các bác sẽ lấy điện thoại ra, sau đó các bác vào cái phần Bluetooth, các bác mở cho em là cái tìm cho em cái tên loa, sẽ là mã sẽ là loa Bong Box 3 nhá. Đấy, Bong Box 3. Nó đúng với lại cái mã ở trên cái hộp nó ghi này. Đấy, Bong Box 3 này. Đó. Đây, các bác nhìn này. Đấy, nó có cái mã Bong Box 3 các bác. Ấn vào kết nối cho em. Đấy, nó kêu tình cái kết nối nhá. Đây em sẽ đi vào test loa để bác coi nhá. Đây, nhạc test loa. Đó. Rất rất xịn sò, ok luôn nhá. Đấy, có đợi chút. Đây em test cho bác coi. Đấy, nghe rất hay nhá. Nghe cực kỳ hay luôn. Con này nghe bass căng các bác nhá, bass căng check sâu, nghe rất thích. Các bác nghe nhạc vàng này, nhạc bolero này, rồi là nhạc trẻ, nhạc sàn được hết các bác luôn nhá. Đấy, được hết luôn. Cân tất cả mọi thể loại nhạc luôn. Đấy, được mệnh danh là phòng 3 di động, nghe cực kỳ hay. Các bác nghe nó đập đâu ra đấy luôn. Đấy, bát ra bác mà check ra check nghe đâu ra đấy luôn ạ. Đấy, nghe cực kỳ thích luôn nhá. Đấy, đây. Đèn 7 màu nháy cực kỳ hay. Có nhìn này, đập này, rung màng luôn nhá. Đấy, đây. Đấy, màng đập rung luôn nhá các bác nhá. Đấy, thấy không? Các bác thấy của bát nó đập nào, nghe rất hay luôn. Đấy, và cái con này là nó di động ạ, có thể xách đi mọi nơi mọi chỗ nhá. Đấy, mọi nơi mọi chỗ luôn. Và đấy là cái kết nối với lại Bluetooth nhá. Ngoài ra thì nếu mà các bác có thẻ nhớ hoặc là cái USB mà nó có sẵn nhạc thì mình có thể cắm vào và mình nghe được luôn. Đấy, còn hầu như bây giờ thường thường là ai có điện thoại thông minh rồi, các bác kết nối điện thoại nghe cho nó tiện mà mình chọn bài, next bài thì cứ lắm lúc nó cũng tiện hơn. Đấy, ví dụ như các bác muốn đổi bài khác bấm luôn trên điện thoại nó nhanh. Đấy, bấm nhiều khi bấm ở trên kia nó cũng khó. Đây, đấy, bấm điện thoại này. Đó,
thực tế về cái sản phẩm loa B3 nhá. Các bác cứ lên mã em sẽ có con loa B3. Đấy, hàng cực kỳ xịn sò nha. Giá của nó sẽ là đi 450.000 một cái con loa B3 này. Đấy, bao ship tận nhà các bác luôn. Về thì hết pin các bác lại sạc vào và các bác xài có thế thôi, rất tiện dụng và ok. 450.000 một con bao ship nhá. Loa của JBL rất xịn sò. Mã sẽ là Bombop 3 B3 450.000 bao ship tận nhà. Rồi. Tiếp theo thì bên shop lại tiếp tục về một cái mã hàng rất là hot hit và bán cực kỳ nhiều bên shop đây. Đó là cái con máy cơ dâu Zandu này, thương hiệu như ông già, rất nổi tiếng luôn và bán cực kỳ nhiều. Và máy chạy cực kỳ êm, khỏe, cạo ngon, ok nhá. Hàng hãng rất chất lượng luôn. Đây, đấy, nguyên hộp nha, mới keo nguyên hộp luôn nhá. Một con sản phẩm máy cực kỳ chất lượng. Đấy, các bác bỏ qua những con dao cạo đi. Đấy, mua trong con máy về các bác trải nghiệm và sử dụng sản phẩm nhá. Đóng trong hộp nhựa rất cẩn thận luôn này. Đấy, có phần bảo vệ bọc lưỡi này. Rồi đây là thân máy này. Đấy, thân máy nút on off bật tắt này. Đấy, on off bật tắt nhá. Bên dưới thì sẽ có là cái cổng sạc điện nhá. Con này cắm trực tiếp vào điện 220 để các bác sạc thôi. Các bác sạc cho em 1 tiếng cho đến 1 tiếng rưỡi là pin nó sẽ đầy, đừng có để lâu quá nhá. Để lâu quá là pin nó sẽ chai và rất nhanh hỏng pin nhá. Đấy, và lúc nào mà các bác xài, các bác cảm thấy là máy nó yếu, nó hết hẳn pin thì các bác mới sạc nhá. Còn cứ đừng các bác sạc liên tục vào. Càng sạc nhiều thì pin nó càng nhanh hỏng ạ. Đấy, nói chung là cứ mình cứ lưu ý những cái sản phẩm ấy thì dùng nó rất là bền, nói chung là của bền tại người mà. Đấy thì các bác dùng, các bác cũng nên lưu ý về những cái sản phẩm mà nó có những cái pin tích điện này. Đấy, để dùng hết hẳn đi bắt đầu các bác đã sạc lại cho em. Nên là dùng như thế rất là bền luôn. Và đi kèm các bác là một cái chức năng rất là hay, đó là cái chức năng tăng đơ nhá. Đấy, tăng đơ thì các bác chỉ việc là ấn đẩy cho em cái này lên. Đấy thì sẽ hiện ra cái phần tăng đơ. Bật cho em công tắc lên thì nó sẽ chạy tăng đơ nhá. Và ví dụ như là những cái dâu dài thì các bác dùng cái tăng đơ này các bác tỉa cho nó ngắn lại. Đấy, tỉa cho nó ngắn lại. Và bắt đầu là khi mà nó ngắn lại rồi thì bắt đầu là các bác cất chèm cái tăng đơ đi. Và các bác bật máy lên. Đấy, bắt đầu là các bác di. Đấy, di. Những cái chỗ nào mà dâu nó cứng, dâu nó dài thì bắt đầu là các bác chấm cho. Đấy, chấm chấm nha. Đấy, chấm nha. Và những cái chỗ nào mà bắt đầu là dâu nó bắt đầu là nó đều đều, nó dễ cạo, bắt đầu các bác di. Đấy, con này cái chức năng cạo của nó là dạng lưỡi ngang. Nên các bác cứ di đều tay, di đều tay, di đều tay. Di vừa di các bác vừa gảy, vừa di vừa gảy nhá. Vừa di vừa gảy. Còn những cái chỗ nào mà dâu nó dài này các bác chấm chấm nhá. Chấm chấm này. Đấy các bác chấm này. Đấy chấm cho nó giữ lì, chấm không biết nó giữ lì chưa. Đấy. À, máy của dâu này các bác cạo là nó cũng cả là một nghệ thuật đấy, chứ không phải là nhiều khi nhiều bác cạo cũng không, có khi các bác cạo không đứt đâu. Đến lúc các bác bảo là bán cho bác máy đều hay nha. Đấy, chủ yếu là do các bác bản thân các bác xài, các bác chưa biết xài. Đấy nên là các bác xài thì các bác nên để ý và các bác xài một thời gian thì các bác sẽ quen thôi. Đó, một con máy cơ dâu rất chất lượng luôn mà giá thì vô cùng bình dân hạt rẻ nhá. Rồi lên mã giúp em sẽ con máy cơ dâu bạc nhá. Máy cơ dâu bạc hoặc là máy cơ dâu Zandu. Đấy, thương hiệu của ông già nha. Giá của nó thì sẽ là 90.000 một chiếc máy cơ dâu nha. Chỉ có 90.000 thôi. Giá nó rất là hạt rẻ bình dân. Bỏ ra giúp em chưa đến 100.000 sở hữu là một cái con máy cơ dâu này về các bác xài dùng cực kỳ thích luôn. Đấy, và bên em sẽ có bán kèm thêm cho bác là lưỡi thay thế nhá. Nếu mà các bác có nhu cầu mua thêm lưỡi thay thế thì bên em đang bán một bộ lưỡi thay thế, cả màng cả lưỡi nhài là một bộ, nhài là 20.000 một bộ nhá. 20.000 một bộ thôi, giá rất bình dân. Hướng dẫn các bác thay lưỡi luôn này. Thì về các bác muốn thay lưỡi thì các bác rút cho em cái này ra. Đấy, rút cho em cái này ra, rút mạnh như này. Đấy, rút ra nhá. Thì đây nó sẽ lộ cái phần lưỡi lên và các bác rút cho em cái này ra. Đấy, thì các bác cái này là cái lưỡi này. Đấy, đây là cái lưỡi này. Thì các bác bỏ cái lưỡi cũ ra, cắm cho em cái lưỡi này vào đây, cắm đây. Cắm phịch cái vào, thế là xong. Đấy, có thế thôi, rất là dễ dàng thay thế nhá. Đây các bác cắm ở đây, ấn mạnh tay cho em chút này. Đấy, kéo cái tạch cái là khớp vào là xong. Ok, sau đó là các bác lại đậy cái này vào. Đó, và cái màng này các bác muốn thay thì các bác đẩy cho em cái màng này ra. Đây nó có cái màng này. Đấy, đẩy cái màng này ra. Đấy, các bác lại thay cái màng khác vào là xong. Ok. Đấy là các bác bật máy đi là các bác lại xài thôi. Đấy, chỉ việc là sạc pin, xài và thi thoảng là nếu bẩn thì các bác lấy ra. Đấy, mở ra các bác vệ sinh, lấy cái chổi bàn chải răng các bác quét qua cho em một lượt là xong rồi. Ok. Rồi. 90.000 một con máy của dâu nha. Còn nếu các bác muốn mua thêm bộ lưỡi thay thế nữa thì bên em đang bán một bộ lưỡi này là 20.000 một bộ nhá. Lưỡi thay thế là 20.000 một bộ. Còn nguyên máy không thì đang bán cho bác là 90.000 một máy nhá. Đấy, đang bán cho bác là 90.000 máy thôi. Giá rất bình dân. Ở đây các bác cùng xem thực tế một cái video về sản phẩm này để các bác cùng xem và trải nghiệm này, các bác cùng coi này. Mua rẻ cạo đấy, không lỗi. Đây, cạo không lỗi hay là lỗi hay không thì anh em có thể xem qua này. Biết cách mua hàng online mà không biết cách sử dụng thì cũng vứt anh em ạ. Và đây một cái máy cạo râu Zandu này. Với cái bộ râu này thì rất nhiều người khi mà sử dụng cái máy này chưa biết cách cạo nếu mà mới mua nhá. Và mọi người có thể nhìn qua này.
đầu tiên là sẽ cạo râu ngắn đi, và khi mà ở bên hông có chức năng gạt lên đấy, có nhìn trong video test thì trước khi cạo thì nếu mà râu dài là các bác dùng cái tăng đơ, các bác tỉa giúp em cho râu nó ngắn đi nhá. Đấy, khi anh em cạo râu ngắn đi rồi ý, thì bắt đầu là mình mới cạo mảng đấy ngang nhá. Và lưu ý nhá, lưu ý cho bên mình này, khi mà cạo vào mảng đấy ngang mà khi râu nó vẫn dài quá thì anh em phải lưu ý, chứ không phải cứ thế là đè ra cái cạo cũng không được đâu anh em. Nếu mà dài quá thì mình sẽ hơi chấm chấm nhẹ đấy, vừa chấm vừa trườn nó sẽ rất là sạch rồi và không hề đau rát anh em nhá. Máy mà hiểu được cơ chế thì cạo rất là sướng. Đây ví dụ ở cái chỗ phần này nó vẫn còn dày này, thì mình thay vì thế mà mình đi thì nó sẽ là chưa được sạch, nhưng mình chấm, vừa chấm mình vừa đi nhá, nó sẽ rất là sạch rồi anh em ạ. Và cái máy này không phải là ai mua về cũng biết cách cạo đâu anh em, còn nếu anh em hiểu được cái cơ chế thì cạo rất là sướng luôn, nó êm ái ngọt ngào và không hề đau rát da nhá. Quan trọng mình phải hiểu kỹ thuật anh em ạ. Và anh em nào quan tâm đấy, thực tế về cái sản phẩm nhá, các bạn nhìn này đấy, sau khoảng tầm chưa đến 1 phút luôn, cạo rất sạch sẽ nhá. Đấy thì em đã hướng dẫn các bác cách cạo luôn này. Đấy, các bác tăng đơ đi trước, sau đó các bác cạo, và những cái chỗ nào râu dài, râu nó dày thì các bác chấm chấm nha. Đấy, chấm cho nó các bác gì, chấm cho nó các bác gì, dùng rất ok luôn. Con này biết cơ chế, biết cách cạo, nó cạo rất sạch, cạo rất ngon luôn. Đó, 90.000 một con máy cạo râu Zandu nhá. Đấy. Chủ yếu là do các bác chưa biết cách sử dụng thôi, chứ còn thực tế thì máy nó không phải là máy nó không biết cạo đâu. Máy nó cạo còn ngon hơn dao rất là nhiều luôn và dễ cạo hơn rất nhiều luôn các bác. Đó. 90.000 một con máy cạo râu này các nhá. Còn nếu các bác muốn mua thêm bộ lưỡi thì đang gửi bác là 20.000 một bộ lưỡi thay thế nhá. Thì các bác muốn mua thêm thì các bác báo nha. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái mã chảo 18 cm, em còn ít nữa em cũng xả kho luôn cái mã luôn. Đấy, giá thì cũng rất là bình dân thôi. Lên mã cho em sẽ cái chảo 18 cm nhá. Con này đường kính của nó sẽ là 18 cm này. Và đây là cái phần quai đi kèm, thì về các bác lắp cho cái phần quai vào thì nó sẽ có quai đi kèm luôn. Đấy, chảo thì được chống dính bên trong bên ngoài luôn. Đây, đều phủ một lớp chống dính bên trong bên ngoài. Đây đây là bên trong này, đây là bên ngoài. Đấy, cái con này nó rất là nhỏ gọn, nó đường kính nó chỉ khoảng tầm 18 đi thôi. Về các bác ví dụ như úp mì với đây này, rồi là các bác dán một vài quả trứng vào đây, rồi là kho gym những cái ví dụ như mắm tép, mắm tôm cái thứ gì. Đấy, kho gym những cái món nhỏ nhỏ đây cũng rất ok, rang thịt vậy cũng thoải mái luôn này. Đấy, nó rất là nhỏ nhỏ xinh xinh nha. Đây, em đo cho bác về cái kích thước này, đường kính của nó chỉ có 18 cm thôi. Đấy, đây, nhỏ gọn tiện lợi mà rất là hay luôn. Đó. À, đi kèm là cán chảo nha, thì về các bác lắp vào là các bác xài. Bên em gửi đi thì sẽ tháo giờ ra tiện việc vận chuyển. Còn khi mà nhận hàng thì các bác cứ lắp vào các bác xài thôi. Chảo đi rất là dày, rất là chắn nhá. Dày cực kỳ luôn, cầm cực kỳ nặng tay, chắc tay. Đấy. Báo giá bác luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái chảo 18 cm nhá. Đấy, chảo 18 cm. Bên em đang gửi bác một cái chảo 18 cm này. Giá của nó sẽ là 30k nhá. 30.000 thôi. Bữa trước đang bán là 50.000 đấy. Đợt này em đang xả kho bán này bác luôn, chỉ có 30.000 một cái nhá. Lên mã em sẽ cái chảo đường kính là 18 cm. Đấy, chảo 18 cm này, giá sẽ là 30k một cái thôi, giá rất bình dân luôn. Đấy, chỉ có 30.000, giá quá ok luôn đấy. Hàng này bên em ôm đồ thanh lý siêu thị được, nó mới có những cái giá nó tốt nhà các bạn. Hàng bút bi đấy, có bút bi không thì đây, tiếp tục về cái mã bút bi này. Đấy, bên em kết hợp với lại công ty Thiên Long nhá. Đấy, để nhập bút bi về bán bác này, giá thì siêu tốt luôn. Đấy, bao giá thị trường luôn nhá. Đấy, bình thường các bác mua một hộp bút bi như 20 bút như này, đầu của nó sẽ là đầu 0.5 mm. Đấy thì giá bình thường các bác mua bét thì cũng phải khoảng tầm 50.000 cho đến 60.000, có những chỗ người ta bán 70.000 hộp luôn. Bên em gửi bác một cái mức giá vô cùng hàn rẻ luôn. Nhập trực tiếp về công ty bán bác luôn, 25.000 một hộp bút bi của Thiên Long nha, chỉ có 25.000 hộp thôi. Đấy, bên em bán là bán theo cả hộp nhá, không bán lẻ nhá. Bán là bán cho bác cả hộp luôn, là một hộp này là 20 bút nhá. Giá của nó sẽ là 25.000 một hộp nha. Đấy, thì sẽ có hai mã màu là mã màu xanh và mã màu đen, thì các bác lấy mã nào thì cứ báo cho em nhé. Đồng giá mà là 25.000. Đấy, còn các bác lấy cả bộ cả đôi này, một xanh một đen thì là vào 50.000 một đôi. Đó thì đây, bút thì viết cực kỳ ok luôn, viết rất ngon là ngày nào luôn. Đầu nó đầu 0.5 nhá, nên là nó ra cái nét bút rất là nhỏ, dễ viết nhá. Đấy, đây nét viết trơn êm, mực ra đều và liên tục nhá. Đấy, một hộp là 20 bút, đầu bút cao cấp 0.5 mm. Đó, rất xịn xò ok luôn. Đấy, đây thân bút đây. Đấy, có lò xo bấm rất êm tay ngon lành luôn. Đó thì quay nhanh mắt luôn nhá. Lên mã giúp em sẽ là bút bi nhá, hộp bút bi, hộp 20 bút nhá, có hai màu là màu xanh và màu đen. Đồng giá bác luôn là 25.000 hộp nha. Đấy, 25.000 hộp, bán cả hộp 20 cây nhá, không bán lẻ nhá, bán cả hộp 20 cây luôn, không bán lẻ.
Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã bao tay chống nắng này. Đấy, rất nhiều bác hỏi cái mã này. Đấy, bắt đầu đang vào mùa nắng nóng rồi, mua cho em cái đôi bao tay chống nắng này về rất hay luôn. Bao tay dài nhá, nó là dạng bao tay dài chống nắng, nó đeo lên gần đến nách của bác luôn, rất là hay. Đấy, bán nhanh bác luôn, chỉ có 10.000 một đôi thôi. Đấy, chỉ có 10.000. Đây em sẽ quay cho bác về cái sản phẩm này. Đây nha, khi mà đeo vào này thì các bác kéo nó sát lên thì nó sẽ lên đến nách luôn. Đây. Nó sẽ lên đến nách của bác luôn, rất là dài nhá. Đấy, và đây nó là hàng co giãn này, các bác đeo rất mát luôn này. Đây cái phần bàn tay này. Đấy, ví dụ các bác nào đang sử dụng làm ngoài trời, đeo cái này rất ok luôn. Đấy, có chỗ xỏ ngón vào nhá, rất ok. Đấy, hàng đeo rất mát nhá. Rất phù hợp bác nào đang làm ngoài trời. Các bác ngại mặc áo dài, đấy ngại mặc áo dài. Các bác quen mặc áo cụt tay ấy, mà các bác muốn chống nắng thì các bác mua trong cái này về rất hay luôn. Đấy, nó sẽ dài ra, kéo dài từ cái phần bắp tay trên ấy, đấy, cho đến đến cái phần bàn tay dưới luôn. Đấy, kéo sát che hết luôn, rất ok luôn, rất là hay. Đây, đây, từng cái. Đây, để em đeo cho bác coi này. Đấy. Đấy, cái phần này nó xỏ vào được này. Đây, cái phần này nó xỏ vào này. Và cái phần trên này là các bác kéo sát lên cái phần bắp tay bên trên này. Đây, kéo sát lên cái phần bắp tay bên trên. Đấy, nên khi mà các bác đeo, các bác chỉ cần mặc cho em một cái áo cụt tay thôi, xong rồi các bác đeo cái này vào nó nhẹ nhàng tình cảm này. Bình thường các bác đi làm lòa xòa là cứ phải đeo áo chống nắng rồi các thứ thì nó lồng còng, mất công mất thời gian. Như đây các bác chỉ việc mua cho em một cái đồ này về, nó chỉ có 10.000 mà thôi ạ. Đấy, chống được sản phẩm này thì chống được tia UV này, tia cực tím này, cực kỳ xịn sò và ngon lành luôn. Lên mã duy em sẽ là cái bao tay dài chống nắng nhá. Đấy, bao tay dài chống nắng nó quá cái bắp tay luôn, đeo quá được cả bắp tay luôn. Giá của nó chỉ có 10.000 đô thôi, giá rất hạt rẻ bình dân. Đấy, 10.000 đô. Các bác nào lấy 10 đôi bên em tặng bác một đôi luôn. Đấy, lấy 10 đôi tặng một đôi thôi nhá. Đấy, còn bán lẻ một đôi là 10.000, giá rất bình dân hạt rẻ luôn. Đấy, còn mua hàng thì anh em thì cứ hóa đơn trên 200k là bao ship rồi. Đấy, bao tay dài chống nắng nhá, đeo quá cái phần bắp tay trên luôn, giá đang gửi bác là 10k một đôi. Chống tiêu UV, tiêu cực tím rất tốt nhá. Cái này thì rất là tốt trong mùa hè luôn, miền Bắc miền Nam bắt đầu đang vào mùa hè rồi, rất là cần. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái mã kính bơi này. Lên mã nha, cái kính bơi nha, em báo giá luôn 20.000 một cái nhá. Bình thường là các bác mua ra những cái khu du lịch các thứ rồi, các bác mua bét thì nó mới rơi khoảng tầm 40-50 ngàn một cái. Đây bên em bán giá rẻ các bác. Về ví dụ các bác đi du lịch thì mình cứ chuẩn bị mình sắm trước đi. Đấy, các bác mua về cho các cháu mình hoặc các bác đeo được luôn. Đấy, đây, đó, một con kính bơi rất là ok luôn. Đấy, phần mắt trong suốt này. Đấy, ok luôn, rất kín nhá. Cái phần gioăng này các bác đeo vào cực kỳ kín, ngon này cả nhà luôn. Cái con này nó đằng sau nó có cái dây chun này, nó chỉnh được cả cỡ dây nhá, thì về các bác nhấc cho này lên này. Đấy, sau đó các bác chỉnh cỡ dây qua phần này. Đấy, cái dây chun này các bác chỉnh cỡ dây các thứ rất ok luôn đó. Kính bơi nhá, đầy đủ phụ kiện bên trong luôn, kính mắt rất là trong. Đấy, chất liệu và chất lượng, và đây cái phần gioăng này nó ôm mắt rất là khít luôn, không lo nước vào nhá, rất ok. Đấy, cho các bác đi bơi biếc này, các cháu nhà mình đi bơi này, rồi là chuẩn bị đi tắm biển các thứ rất nhiều. Đấy, các bác ra bãi biển các thứ mua bị chặt chém, giá rất cao rất đắt luôn. Đấy, mình chuẩn bị bắt đầu đang vào dịp hè rồi, sớm rồi, mua trước đi các bạn. Đấy, mua trước đi. Đấy, mua về thì lúc nào đi biển là cầm về, chỉ việc cầm đi là xài thôi. Kính bơi nhá, 20.000 một cái kính bơi nhá, giá rất bình dân mà rất là hay luôn trong cái mùa hè này. Mua các cháu này, người lớn trẻ em đeo được hết luôn thì coi nhá. Lên nhanh bác một số cái mã hàng về đồ nhà bếp này. Đấy, em lên luôn cho bác đó là cái cây xúc đá nhá. Cây xúc đá em báo giá luôn 50.000 một cái cây xúc đá nha. Đấy, 50.000 một cây. Cây này thì toàn bộ chất liệu bằng inox 304 nhá, các bác dùng rất bền luôn. Đấy, về các bác có thể xúc đá này, xúc đá rồi là xúc những cái đồ ví dụ như là xúc đá viên. Đấy, rồi ví dụ như là các bác xúc gạo, xúc bột, xúc được rất là nhiều thứ luôn. Đấy, nó thiết kế theo cái dạng vòm này. Các bác cầm các bác xúc vào, sau đó các bác chiết các bác sang những cái khác nhá. Cực kỳ dày, rất là chắn luôn. Cầm dày cục quá nhá. Đó thì lên mã giúp em sẽ là cái cây xúc đá bằng inox 304 nhá. Dày rất là chắn lắm. Đó, về các bác xúc đá, xúc gạo rồi xúc bột biết các thứ sử dụng rất nhiều việc trong gia đình nhà mình luôn. 50.000 một cây nhá. 50.000 một cây thôi. Đấy, nói chung là cầm phát ưng luôn, cầm nặng trịch luôn ạ. Tiếp theo thì lên cho bác cái sản phẩm cũng về nồi nhà bếp này, đó là cái búa đập đá này. Đấy, búa đập đá báo giá luôn nhá. 40.000 một cây búa đập đá này, 40.000 một cây. Rất hay luôn. Về các bác dùng để đập đá này rồi là giã thịt này. Sử dụng nói chung là rất nhiều việc luôn. Đấy, ví dụ như là những cái món thịt các thứ đôi khi các bác dùng, các bác giã ra cho nó mềm thịt các thứ ra, các bác dùng cái này. Hoặc là ví dụ mình có những cái viên đá viên to đó, các bác muốn đập nhỏ ra, các bác dùng cái con này, các bác đập chưa? Đây là một cái đầu bẹt này, một cái đầu
vân nhà. Đấy các bác dùng để vừa giã vừa đập này, đập đá đập thịt dùng rất ok luôn. Đấy, rất là ngon. Đấy. Giá thì 40.000 một cây nhá. Lên mã em cho cái cây búa đập đá nhá. 40.000 một cái cây búa đập đá này, 40.000 một cây thôi. Về các bác xài dùng rất nhiều việc luôn. Đập nọ đập kia, nói chung là dùng nhà bếp cây này cũng rất là hợp lý. 40k một cây nhá. Em thì lên luôn cho bác đó là cái mã cây ô dù tự động này. Lên mã em cho cái cây ô dù tự động nhá. Ô dù tự động, con này toàn bộ nó bằng tự động luôn, bấm lên mở xuống tự động luôn, rất ok nhá, rất là hay. Giá em báo luôn 80.000 một cái nhá. Đấy, bắt đầu đang vào mùa nắng, mùa mua nhiều liên tục này. Các bác nên có một cái, hoặc ví dụ các bác đi chơi đi du lịch này, mang đang vào mùa chơi đi du lịch này, mua cho em sắm cho em một cái này. Nó rất là nhỏ gọn thôi, chiều dài khi mà thu vào nó dừng ở tầm 40 cm thôi. Các bác cầm đi cầm lại rất tiện dụng. Đấy, mình che nắng, che mưa này, rồi các bác đi làm đi ăn thứ rồi. Đấy, tiện dụng để trong cốp xe hoặc thứ ra mình mang đi. Đấy, thi thoảng ví dụ bất chợt nó có trời mưa trời gió thứ ra, hoặc là trời nắng các bác lấy cho các bác che nhá. Trời mưa thì chống nước rất ok, trời nắng thì chống tia UV tia cực tím nhá, cực kỳ xịn sò luôn. Mà giá là chỉ có 80.000 thôi, mà ô rất là rộng, ô đường kính 1 mét, đi khoảng tầm 2-3 người cho em thoải mái luôn. Đây, mở ra bác con một cái này, rất chắc chắn, chất lượng dày dẫn luôn. Hàng thì hàng sẽ là hàng gọng kép nhá. Đấy, hàng gọng kép nên có yên tâm dùng cho em thoải mái luôn. Đây, em sẽ mở test bác con này. Đấy, các bác chỉ việc bấm lên cho em nhá. Đó, nó sẽ bật lên này. Các bác muốn thu vào này, bấm lên cho em. Đó, thu vào luôn, rất ok, nhanh gọn lẹ nhá. Còn thao tác còn lại thì các bác chỉ việc thu vào ngắn này cho em, thế là xong. Đó, còn bây giờ đây em sẽ mở ra bác con về cái đường kính của nó này, mở ra này. Đấy, đường kính rất to luôn. Con này đường kính là nó vào khoảng tầm 1 mét nhá. Từ bên này sang bên này là 1 mét nên là nó rất là to, đi khoảng tầm 2-3 người cho em thoải mái luôn. Đấy. Chống kêu về tiêu cực tím và rất chắc chắn. Đây, giật cho bác con. Đây, các bác rũ cho em thoải mái luôn. Rũ thoải mái luôn các bác nhá. Rũ thoải mái nó không bong luôn này con này. Đấy, giật thoải mái luôn. Đó, đây, lại thu vào ngon lành luôn. Rất chắc chắn chất lượng nhá. Quá ok luôn. Cái này thì em bán cực kỳ nhiều rồi mà các bác thao tác nó rất là tiện, đỡ vất vả nhá. Này, mở lên này, thu vào này. Đó, và các bác chỉ việc thu ngắn vào cho em. Thế là xong. Đó, rồi. Mã ô dù tự động nhá, chắc chắn. Rồi là dày dặn 80.000 một cái nhá. 80.000 một cái mã ô dù tự động nhá. 80.000 một cái thôi. Giá rất bình dân mà sử dụng rất là thông minh luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái cây bút lấy dấu bằng đồng này. Em báo giá luôn. Hôm nay em cũng xả kho cái cây luôn. Bữa trước thì đang gửi bác một cái cây lấy dấu bằng đồng nha. Giá thì 50.000, hôm nay em xả luôn cho bác dễ mua luôn này. 30.000 một cây. 30.000 một cây thôi. Giá rất bình dân mà cái cây này nói chung cực kỳ cần thiết luôn. Từ cho các bác dùng cho đến gia đình này, rồi là đặc biệt cho anh em thợ thuyền này, dùng cũng quá là cần thiết luôn. Đấy, dùng rất cần thiết luôn nhá. Đấy, các bác về khoan đục mình có lấy dấu để các bác đánh dấu cũng rất là tiện dụng luôn. Đây em sẽ bóc một cây cho bác coi này. Đấy, toàn bộ nó thân là bằng thân đồng nhá. Đấy, thân bằng thân đồng. Đây là cái phần đầu nhọn này, đầu nhọn. Con này thì nó chiến mọi chất liệu luôn, từ sắt, thép rồi là đồ gỗ, nhựa các thứ rồi. Đấy, rồi là con này có một cái chức năng rất hay là nó có thể phá được cả kính luôn, rất ok nhá. Các bác bắn vào kính là vỡ kính luôn đấy. Đó, đây. Phần đầu này, đấy, rồi là phần đầu nhọn này, thân này, ta du gen hết luôn, chống trượt trượt các nhá. Đây em sẽ bắn test bác coi này. Con này lấy dấu cực kỳ chất lượng luôn, dùng thích lắm. Đây nha, em sẽ lấy dấu lên cái chỗ này các nhá. Đây. Cái này thao tác rất là dễ thôi, các bác chỉ việc ấn này, ấn này. Đó, có dấu luôn này. Đây em làm lại bác một lần nữa nhá. Đây này, cái dấu vừa lấy này. Đó đây. Các bác nhìn này. Thao tác rất là đơn giản thôi, các bác chỉ việc ấn vào này. Đấy, kêu mình tải cá xong. Đây. Thấy chuẩn không? Đây, làm cho phát nữa nhá. Đây, rất nhẹ nhàng tình cảm luôn. Cái này nó đơn giản lắm mà nó hay lắm. Đấy, đây. Nhìn này. Đấy, cái này em đang lấy dấu trên sắt thép kim loại nhá, còn về các bác lấy dấu ở những cái chỗ mà những cái đồ gỗ thứ giờ thì nó còn lún nữa. Đấy, đây. Đồ gỗ đồ nhựa thứ là còn lún nữa đây, các nhìn này. Đấy, dấu là to rõ ràng. Đấy, lấy dấu để các bác đánh dấu những cái lỗ để các bác khoan đục các thứ này cũng rất là chuẩn xác chính xác luôn nhá. Đó, rất chất lượng luôn. Đó thì em đang xả luôn cái cây này, chỉ còn có 30.000 một cây thôi. Về các bác chốt nhanh luôn. Nói chung là rất cần thiết trong gia đình. Rồi anh em thợ thuyền xài con này cũng rất ok. 30.000 một cây nhá, cây lấy dấu bằng đồng. Tiếp theo thì lên cho bác đó là cái con máy massage. Đấy, 4 đầu, 6 cấp độ, rất xịn sò. Đây. Một con máy massage 4 đầu 6 cấp độ nhá. Nó sẽ gồm có là 4 đầu massage, một thân máy này và một con máy này nó sẽ có tổng là 6 cấp độ từ mạnh đến từ nhẹ mạnh nhá. Đây, thân máy đây nhá, thân máy này. Đây là phần công tắc này. Đấy thì con này rất là dễ thôi, các bác chỉ việc giữ lì cho em cái nút nguồn này là máy sẽ khởi động, bấm một lần tiếp theo là nó sẽ nảy lên các cấp độ khác nhau thì nó sẽ báo đèn. Bấm đến đâu nó sẽ báo đèn đấy nhá. Đấy, đây, tăng giảm thì các bác bấm một lần, còn nếu các bác muốn tắt thì giữ lì cho em. Tắt thì giữ lì, bật thì giữ lì nhá. Bật tắt giữ lì, còn các bác bấm một lần nó sẽ tăng cấp độ giảm cấp độ nhá.
Đây là cái cổng cáp sạc này. Con này thì nó sẽ có một cái lốc pin bên dưới này, như là 3 viên pin 18650 nhá. Đấy, rất trâu bò luôn. Thì về là các bác có cái cục sạc điện thoại, các bác cắm cái dây cáp này vào. Đấy, và các bác cắm trực tiếp vào cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy. Đây, ví dụ như nhà các bác về là có cục sạc điện thoại như này này, là các bác cắm vào đây. Cắm vào cái cổng USB là các bác cắm sạc được cho cái máy này rồi. Đấy, thì nếu mà các bác nào chưa có thì mình có thể tham khảo cái sản phẩm này. Thì ngoài lề một chút nhá, nếu mà các bác muốn mua cái cục sạc Samsung bên em đang bán đây, thì em đang bán một cái cục sạc Samsung 2A nha, 5V 2A nhá, có cổng USB, về các bác có thể cắm sạc điện thoại hoặc là sạc những cái thiết bị như máy massage như vừa nãy em quay là ok. Thì đang bán cho bác một cái cục sạc 2A như này là 30k một cục nhá, 30k một cái cục sạc 2A như này, 5V 2A nhá, công suất là 5V 2A, hàng của Samsung nhá, rất chất lượng luôn. Đấy, sử dụng cắm trực tiếp vào điện điện 220, sau đó là cái cổng này các bác kết nối với cái chân USB. Đấy, và các bác cắm sạc cho những thiết bị nó dùng nguồn 5V, ví dụ như là cái con máy massage hoặc là ví dụ như là dây sạc điện thoại, các bác cắm vô là các bác sạc rồi. Thì cái củ sạc này đang bán với bác là 30 ngàn thôi nhá. Đấy, quay trở lại với cái máy massage. Đấy, thì con này thì nó sử dụng tích điện nhá, hết pin thì các bác lại sạc vào, và khi nào đầy pin thì các bác lôi ra các bác xài thôi. Nó rất là tiện dụng, dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Đấy, 6 cấp độ các bác điều chỉnh ở đây. Còn đi kèm trong hộp nữa thì sẽ có là 4 cái đầu massage khác nhau này, một cái đầu tròn này, một cái đầu hai cạnh này, một cái đầu tù này, đấy, rồi một cái đầu nhọn này. Đấy, nói chung là 4 cái đầu này nó massage rất nhiều vị trí khác nhau. Đấy, còn nếu mà các bác lắp đầu thì đây em sẽ hướng dẫn bác luôn. Bác lấy cái đầu massage các bác muốn massage, ấn vào đây trong, ấn mạnh vào. Đó, ấn vào, sau đó các bác giữ lì này. Đó, máy sẽ khởi động lên. Đấy, ví dụ em để khoảng tầm cấp độ 4 như chẳng hạn này. Đấy, em sẽ test bác độ sức mạnh nhé. Con này cực kỳ khỏe luôn, mạnh lắm đây. Đấy, đây. Nhìn này, nhảy như ngựa luôn nhá. Đấy, nhìn này. Con này massage rung người lên luôn đấy nhá. Đấy, tay chân rung luôn này, nhìn này. Đấy, thấy không? Dã man luôn, thích lắm. Về sau những ngày làm việc mệt mỏi, các bác lấy con này ra, các bác massage chân tay người ngậm những chỗ nào đau đớn là các bác massage cho em, thích cực kỳ luôn. Đấy, rất ok nhá. Báo giá bác luôn nhá, lên mã cho em sẽ là cái con máy massage 6 cấp độ 4 đầu massage. Giá thì một con máy massage này giá hiện tại đang giảm giá đó bác, giá rất tốt, dễ mua luôn. Máy massage hoặc là súng massage đều được nhá. Con máy massage 6 cấp độ 4 đầu massage. Giá thì bữa trước con này đang bán là 200, hôm nay em xả luôn bác, giá rất dễ mua luôn. 150.000 một máy. 150k một con máy massage nha, chỉ 150.000 thôi, giá rất bình dân. Đấy, mua về các bác massage hoặc các bác mua về làm quà biếu tặng cho người thân. Đấy, bố mẹ anh ông bà chị em nha, mua về biếu người thân cũng là một cái món quà rất ý nghĩa luôn nhá. 150k một con máy massage nha. Mấy hôm nay mưa nắng thất thường quá mọi người ạ, mà mỗi lần thời tiết thay đổi thì người mẹ mình lại đau ê ẩm. Bố mẹ bạn có như vậy không? Ở nhà thì mỗi lần như vậy mình cũng hay đấm lưng cho mẹ lắm, nhưng đi làm rồi thì chẳng có ai cả. Mình thấy trên TikTok có máy massage hay lắm nên mình cũng mua cho mẹ mình dùng thử. Đây là máy massage cầm tay gồm 4 đầu massage cho các vị trí khác nhau trên cơ thể, có 6 chế độ dung massage tùy nhu cầu của mỗi người. Đầu tây để đấm cho vùng lưng đỡ nhức mỏi, đầu tròn để massage các nhóm cơ lớn như bắp tay, bắp chân, đầu chữ U massage đốt sống cổ hoặc vị trí phần lưng, đầu nhọn để massage cho lòng bàn tay, bàn chân. Massage cho mẹ mình một lúc mà mẹ mình cứ cười thôi, chắc là thoải mái lắm. Đấy, cái này rất thích hợp cho dân văn phòng hoặc những người hay chơi thể thao thì quá phù hợp luôn. Tổng kết sản phẩm 5 sao nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, dùng rất ok luôn. Tổng kết sản phẩm 5 sao luôn. 150k một con máy nhá, máy massage này không nhá. 4 đầu massage và 6 cấp độ massage khác nhau. Đó, mà giá hiện tại đang giảm giá rất tốt luôn đấy. Cái hàng đó là cái lô gừng ngâm chân này. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái bịch gừng ngâm chân nhá. Một bịch gừng ngâm chân 100 túi nhá. Một bịch gừng ngâm chân 100 túi về các bác dùng để ngâm chân nhá, rất là có lợi cho sức khỏe luôn. Đấy, thì một bịch này là 100 cái túi nhỏ về các bác chia ra. Đấy, mỗi lần các bác ngâm một hai gói một lần. Đấy, các bác chuyên dùng để ngâm chân nhá. Đấy, rất là có lợi cho sức khỏe luôn. Giá thì em báo luôn nhá, một túi gừng ngâm chân này bên em đang gửi bác giá sẽ là đi 50.000 một túi thôi, chỉ có 50.000 mà các bác là mua được là 100 cái gói gừng nhỏ. Đây em sẽ bóc cho bác một túi này. Đấy, hàng mới nguyên túi này luôn. Đấy, rất là tốt cho sức khỏe, về các bác xài sử dụng rất ok luôn. Mùi cực kỳ thơm, mùi gừng rất là thơm. Nó là tinh chất bột gừng, tinh chất bột gừng. Đấy, người ta nghiền ra, người ta sẽ đóng thành túi nhỏ như này. Đấy, để về các bác sử dụng là các bác chỉ việc lấy những cái túi nhỏ các bác xài thôi. Đó, thì ví dụ các bác mỗi lần các bác ngâm, các bác cứ dùng cho em 1 đến 2 gói nha. Đấy, các bác đun sôi cái nước này lên, thả cái túi gừng này vào, sau đó là các bác pha thêm nước ấm vào. Đấy, sau đó là các bác ngâm trực tiếp vào chân của mình là ok thôi.
Đấy, ngâm hoặc là sông đều được nhá. Túi gừng ngâm chân nhá. Một cái túi to nhà là sẽ được là 100 cái túi nhỏ nha. Đấy, 100 cái túi nhỏ này. Cái này thì nó là dạng túi lọc nên các bác chỉ việc thả vào thôi, không cần phải bóc đâu nhá. Chỉ việc thả vào thôi, không cần phải bóc ra cả. Rất là dễ dàng sử dụng luôn. Đấy thì đây. Một túi này là 100 gói nhỏ nha. Đó, rất là ok luôn. Giá nó chỉ có 50.000 thôi. Rất nhiều tác dụng của cái túi gừng ngâm chân nhá. Đây các bác cùng xem một cái video về sản phẩm này. Đấy, cực kỳ ok luôn. Đây các bác cùng qua này. 6 lợi ích của việc ngâm chân với gừng. Một là giảm đau và sưng. Gừng có tính chất kháng viêm tự nhiên, giúp giảm đau và sưng đối với những người bị đau nhức cơ, sưng khớp hay phù nề ở chân. Hai là kháng khuẩn và chống nhiễm trùng. Gừng chứa nhiều hợp chất có khả năng kháng khuẩn, giúp ngăn ngừa nhiễm trùng và bảo vệ chân khỏi các bệnh nhiễm trùng. Ba là thúc đẩy tuần hoàn. Khi ngâm chân trong nước ấm có gừng, nhiệt độ cao giúp tăng cường tuần hoàn máu, cải thiện sự lưu thông của máu trong cơ thể. Bốn là giảm căng thẳng và căng cơ. Việc ngâm chân bằng gừng có thể giúp giảm căng thẳng, căng cơ sau một ngày làm việc căng thẳng. Năm là giảm mệt mỏi. Tinh dầu gừng có khả năng kích thích tăng cường sự tỉnh táo, giúp giảm mệt mỏi và tăng cường năng lượng cho cơ thể. 6 là tăng cường sức đề kháng. Gừng chứa nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các bệnh tật. 6 lợi ích đấy, 6 lợi ích của gừng ngâm chân nhá. Rất nhiều công dụng cho cái túi gừng ngâm chân này, về các bác dùng để xài, đặc biệt cho bác người cao tuổi, người già dùng cái túi rất ok, mà giá nó bình dân, nó chỉ có 50.000 thôi. 100 túi luôn, về các bác xài tẹt bô luôn. Đó, túi gừng ngâm chân nhá, 50.000 một túi. Và tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bộ Sen Inox này, báo giá bác luôn. Bộ này thì giá bình dân cực kỳ mà sản phẩm rất chất lượng luôn. 110.000 một bộ đâu nhá, 110.000. Một cái bộ vòi Sen Inox nha, 110.000 bộ đây. Một bộ sản phẩm sẽ gồm có là một tay sen này, bằng chất liệu là bằng inox 304, su 304 này. Đấy, hàng bãi của Nhật nhá. Osaka Japan, đấy có chữ Osaka Japan này. Inox 100 luôn, inox rất dày nhá. Con này các bác dùng thì siêu bền rồi. Đấy, dùng thì không biết đến lúc nào mới hỏng luôn. Dày dẫn cầm nặng trịch luôn. Đấy, một con tay sen này. Đi kèm với bác là một dây nhá. Một dây là dây dây chống gập chống rối nhá. Dây thì cũng sẽ là dây inox luôn. Đấy, dây cũng sẽ là dây inox luôn, và gen của nó toàn bộ sẽ là gen 21 nhá. Toàn bộ là gen 21 luôn, nên là cái kích cỡ này rất là phổ thông, về các bác lắp đặt vào những cái củ sen nhà mình là quá là ok rồi. Đấy, đây, sen toàn bộ là sen 21 đấy. À, gen là gen toàn bộ gen 21 nhá. Về các bác kết nối vào tay sen nguồn nước nhà mình là các bác xài thôi. Cái này thì nói chung là quá dễ dàng lắp đặt rồi. Những cái chỗ mà kết nối này thì các bác bổ sung thêm cho em một ít cái băng keo non ấy, là nó sẽ tạo độ liên kết chắc chắn và không bị hở nước là ok. Đấy, và vẫn còn nữa luôn, là đi kèm với bác là một cái bộ giá đỡ kèm cả ốc vít luôn. Đây, đây là cái giá đỡ sen này. Thì về các bác khoan cho em hai cái lỗ. Đấy, sau đó các bác bắt cái giá đỡ sen này lên tường và đi kèm có cả ốc vít cho bác luôn. Rất chu đáo và cẩn thận nhá. Đấy, một bộ nha là 110.000 thôi nhá, 110.000, hàng của Osaka Japan, hàng của Nhật nhá, rất chất lượng luôn, hàng bãi Nhật nhưng mà hàng bãi mới nhá. Hàng bãi mới chưa qua sử dụng luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ vòi sen inox nhá. Đấy, bộ vòi sen inox, một bộ này là đầy đủ phụ kiện, về chỉ việc lắp vào là xài, là 110.000 một bộ nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ vòi sen inox này, sen inox đó. 110k một cái bộ sen inox nha, chỉ 110k thôi. Giá rất là bình dân luôn, chất liệu là inox 304. Cái này các bác cứ nhận hàng kiểm tra, test nâm châm thứ cho em thoải mái luôn. Toàn bộ inox, cả cái giá đỡ này cũng bằng inox luôn này. Đấy, thiết kế rất chắc chắn nha. Đây các bác cùng xem một cái video thực tế về sản phẩm này, test cho bác xem thực tế về sản phẩm này. Nước ra khá là mạnh và rất là mịn luôn. Đây các bác cùng coi này. Đây. Tôi không ngờ nước từ vòi sen này lại mạnh đến vậy. Toàn bộ được làm bằng inox 304. Gen phổ thông 211. Lắp đặt rất đơn giản. Hãy nhìn này. Wow, thật tuyệt vời phải không? Nó còn có tác dụng tăng áp. Nước cũng rất mịn, tạo cảm giác được massage. Và khi bị bẩn và tắc, bạn có thể tháo ra để vệ sinh. Bên trong còn có lọc bông nữa. Đấy, rất chắc chắn nhá. Đấy, một cái bộ vòi sen, cái bộ vòi sen inox rất ok. Cái này bên em bán cực kỳ nhiều rồi, chắc chắn chất lượng, lượng nước ra đều khỏe ok. Đấy, hàng bãi của Nhật nhá, Osaka Japan. Lên mã nha, sơn cái bộ sen inox nhá, 110.000 một cái bộ sen inox nha. Sau vào tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bộ khay, cái khay chữ nhật dạng khay lẻ này. Đấy thì đợt này về tiếp cho bác cái mã khay lẻ thì em sẽ bán xả kho mấy mã luôn đó, cho các bác dễ mua luôn này. Giá thì báo giá bác luôn nhá. Hiện tại thì bên em nó có hai mã, là một mã khay to và một mã khay nhỏ. Đây, cái con này là khay to này. Đấy, con này là khay to nhá, rất chắc chắn luôn. Su 304, đấy, rất xịn sò. Con này con khay nhỏ này. Đây, đo cho bác về kích thước nhá. Con khay to này đựng khá là nhiều đấy. Con này chiều dài của nó rơi vào là 25 này. Bản rộng của nó vào là 18 này, 18 rưỡi này. Chiều cao của nó rơi vào là 4cm nhá, 4cm. Đấy, và đi kèm thì sẽ có là nắp đậy luôn, rất cẩn thận nhá. Về là các bác
ví dụ như bảo quản đồ ăn các thứ này để trong tủ lạnh này đấy, thì các bác cho vào những khay này rất sạch sẽ ok luôn, an toàn sức khỏe nhá. Đấy, rồi là ví dụ như là các bác đựng đồ ăn đồ uống rồi những cái đồ khô đồ ướt đây được hết luôn đấy, ướp thịt ướp thào đây xong mình bỏ tủ lạnh này. Cái con này hay, nó có nắp đậy này, thứ nhất là ví dụ các bác để ngoài không lo nó bị ruồi chứ có thứ nó bâu vào này, và thứ hai là ví dụ là các bác để trong tủ lạnh ấy, thì mình có thể là chồng lên nhau được luôn đấy, vì nó có cái nắp đậy này các bác chồng nhau thoải mái luôn đấy, vừa đỡ tốn diện tích mà tận dụng tối đa không gian của tủ lạnh nhá. Đấy rồi các thứ ra đây là cái khay to nhá, tiếp theo là khay nhỏ này. Khay nhỏ thì kích thước của nó vào là bản chiều dài của nó rơi vào là 13,5 này, bản rộng của nó vào là 10,5 này, 10,5 này, chiều cao của nó rơi vào là 4cm nhá. Đấy cũng khá là to tát chắc chắn luôn. Con này thì cũng su 304, cái này là khay nhỏ nhá, cũng đi kèm là có cả nắp đậy luôn. Đây, đấy đi kèm cả cái nắp đậy nhựa trong suốt nha. Đó thì em báo giá luôn các nhá, báo giá luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái khay chữ nhật nhỏ này, khay nhỏ thì khay chữ nhật nhá. Đấy, lên mã cứ lên mã cho em sẽ là khay chữ nhật. Đấy, hai mã là một mã to và một mã nhỏ này. Mã to này thì em báo giá luôn, giá thì bữa trước đang bán với bác là 50.000, hôm nay xả luôn với bác chỉ có 40.000 khay thôi, 40k một cái. Còn cái khay nhỏ thì bữa trước đang bán là 30, hôm nay xả luôn với bác còn có 20.000 thôi. Đấy, 20.000. Đấy các bác lấy cái mã khay nào thì cứ báo cho em nhá. To là 40. Đấy cái con to tát chắc chắn này 40. Đấy, bác nào dùng nhiều thì mua con này, 40.000 một cái này. Đấy rất to, đi kèm nắp đậy này. Và cái con nhỏ thì đang của bác là 20. Đấy bác nào mà dùng ít thì mua con nhỏ này về cũng xài thoải mái luôn. Đó, khay nhỏ thì là 20 nhá, 20.000 một cái, còn khay to thì là 40.000. Lên mã cho em sẽ là cái khay chữ nhật nhá. Đấy, bằng su 304, rất chắc chắn chất lượng luôn. Về các bác bảo quản đồ ăn, các thứ để trong tủ lạnh để ngoài cho em thoải mái, nó có nắp đậy này rất yên tâm. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái mã bút lông dầu này. Đấy rất nhiều bác hỏi vì cái bút lông dầu này em hay lấy ghi để em viết giá mà. Đấy em hay ghi để em viết giá ở đây này. Đấy viết giá cả sản phẩm ấy thì cứ nhiều bác hỏi em bảo là mua cái bút lông dầu này ở đâu có bán không thì đây. Đấy, tiếp tục về nhá. Lên mã em sẽ cái bút lông dầu. Thì bên em sẽ bán theo hộp nhá. Đấy một hộp này là 10 bút này. Đấy 10 bút thì sẽ có giá là 50.000. Đấy lên mã em sẽ cái hộp bút lông dầu 10 cây. 10 cây bán nhanh bác luôn. Giá sẽ là 50k. Bình thường các bác ra cửa hàng biết thì người ta bán cho bác 10.000 một cây này. Đấy, nhưng các bác mua cả hộp bên em giá nó rất hạt rẻ luôn. Tính ra là gần như là giá gốc luôn đấy. Đấy 10 cây mà chỉ có 50.000, tính ra là vào có 5.000 một cây thôi. Đấy bút lông dầu nhá, bút lông dầu. Hàng này thì hàng của Thiên Long nhá, nên là yên tâm. Đấy, đây, hàng của Thiên Long này, đây, hàng của Thiên Long rất xịn sò ok luôn. Nên là các yên tâm nhá, dùng viết đậm đó. Bút dùng để viết trên nhiều bề mặt này, không độc hại này. Đấy an toàn với môi trường nhá. Đấy, viết trên rất nhiều chất liệu khác nhau luôn, rất ok. Đấy, 10 cây là 50.000 nhá, 10 cây là 50.000. Đấy, lên mã em sẽ cái hộp bút lông dầu. À thì báo luôn là có hai mã màu nhá, một mã màu xanh và một mã màu đỏ nhá. Thì các bác lấy mã nào cứ báo nha. Đấy. Màu xanh màu đỏ là đồng giá là cứ một hộp như này là 10 cây là 50.000 thôi nhá. Một hộp là 10 cây là 50.000. Giá rất là bình dân luôn. Đấy, về các bác sử dụng. Đấy, các bác về nói chung là dùng nhiều thứ lắm. Về mình đánh dấu này rồi là các bác cơ khí đánh dấu và sắt thép các thứ này cũng rất ok luôn. Rồi là các bác thầy cô giáo là viết bảng các thứ rồi. Quá ok luôn nhá. Rồi là các bác ghi giá ghi cả như em đang sử dụng này cũng ok luôn. Đấy thì một hộp này là 10 cây nhá, 50.000 một hộp. Đó thì sẽ có hai mã màu là một mã màu xanh và một mã màu đỏ nhá. Lấy mã nào thì cứ báo cho em. Lấy màu nào thì báo cho em nhá để em biết lối em nhặt cho các bác. Tiếp theo Singapore. Đấy em về làm cái lô hàng sách tay dầu gió của Singapore rất xịn sò ok cho bác luôn. Giá thì cực kỳ bình dân, chỉ có 50.000 một chai thôi. Đó thì các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh. Nó xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng với em thì nhớ giúp em là các bác mua hàng hóa đơn trên 200 nhá. Nhớ giúp em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán. Đó em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Rồi, mã hàng đầu tiên thì em lên luôn cho bác đó là sản phẩm dầu gió hàng sách tay chuẩn của Singapore nhá. Đấy. Hàng chuẩn của Singapore rất xịn sò ok. Đấy. Rất thơm và cực kỳ nóng luôn. Đấy các bác đau nhức xương khớp các thứ rồi. Bản này thì hàng này nó xuất cho thị trường Mỹ nhá. Đây này. Đấy. Made in Singapore nhưng mà xuất sang thị trường Mỹ này. Đấy LA USA này, thấy không? Đó, rất ok luôn. Dầu gió Singapore nhá. Một cái chai này thì dung tích của nó sẽ là 24ml nhá, 24ml. Đấy, hàng các bác nhìn này, hàng tem bóng lên vân 7 màu là các bác biết là hàng chuẩn chính hãng nhau rồi. Đấy các bác cứ nhận hàng kiểm tra cho em nên yên tâm về chất lượng nhá. Hàng cam kết chuẩn chính hãng cho bác luôn. Đấy. Có tem tiếc đầy đủ hết luôn nhá.
giấy hướng dẫn sử dụng này. Đó, còn đây là chai dầu gió. Hàng này thì sẽ là hàng hai nắp nhá. Đấy, hàng hai nắp thì cái hàng hai nắp này thì để chống chỉ định là lại tại sao nó dùng xài cái hai nắp này thì để khi mà xài là trẻ con nó không mở được ạ. Đấy, trẻ con nó không mở được vì đôi khi là cái này chẳng may mà bắn vào mắt các thứ là rất là nguy hiểm. Đấy, cay mắt, rất khó chịu. Đấy thì tại sao làm hàng hai nắp thế để an toàn là không trẻ con không bị mở là không mở được nhá. Đấy thì các bác muốn mở cái hàng hai nắp này các bác ấn cho em xuống này, ấn xuống sau đó các bác xoáy ra. Đấy là các bác sẽ xoáy được nhá. Đấy là các bác sẽ xoáy được có thế thôi. Ấn chặt vào chưa? Ấn chặt vào. Đấy là khớp vào là sẽ xoáy được. Đấy, mùi rất thơm luôn. Đấy, chỉ cần xoáy nắp vào thôi các bác thấy mùi rất thơm. Đây, hàng chuẩn hai nắp luôn nhá. Rất xịn sò, các bác muốn xoáy thì các bác ấn cho em vào là ok. Đấy là sẽ khớp vào. Rất thơm. Một chai này là dung tích là 24ml này, hạn sử dụng của nó đến 2028 luôn. Đấy, hàng đết rất dài nhá. Một chai này là 24ml. Đấy, đây. Mã của nó là 24ml này, 24ml. Rồi, lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái dầu gió Singapore. Đấy, bên em đang gửi bác một cái chai dầu gió Singapore này với giá sẽ là 50k nhá. 50k một chai dầu gió Singapore này. Rất xịn sò ok luôn. Hàng cam kết bác là hàng chuẩn chính hãng nhá. Vẫn còn nguyên siêu gửi tay bác luôn, vẫn nguyên siêu. Đấy, nhận hàng các bác cứ kiểm tra, bóc ra, test thử cho em, bôi thoải mái luôn. Nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo hai thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái tip này là 40.000 này. Một tip keo hai phần này là 40.000. Đấy, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ nào luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây về quá mở trên cái van này ra này. Đấy, vỏ van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy thì các bác dùng cái xi lanh này. Đấy, dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy, các bác cho đây các bác đẩy lên. Và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng và màu đen này, trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu cần chóc vào. Đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng về dùng để vá hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi, ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi thì các bác dùng để vá vào vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo hai thành phần nhá. Lọ keo hai thành phần này đang có giá là 40.000, lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần này 40k một cái tip keo hai thành phần nhá. 40k một tip này là 100ml nhá. Đấy, một tip này là 100ml. Đấy, 40k một cái lọ này các bác nhá. Nhà bác nào mà có những cái đồ bằng sắt thép hay là ống nước bị gãy vỡ thì nên sử dụng cái loại keo này. Đây là cái loại keo hàn nối vá sắt thép hay là nhựa rất là tốt luôn. Những cái chỗ mà bị vỡ nứt hay là gãy chỉ cần phủ một lớp keo lên, đợi ít phút cho nó khô cứng lại là ok luôn. Dán xong các bác có thể thấy rất là chắc luôn. Nó chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Và các bác thấy hay như ủng hộ nhá. Khóa titan. Đấy, giá thì bên em vẫn đang bình ổn bác luôn. Là sẽ là 10.000 một cái móc khóa titan này. Đấy, rất nhiều bác hỏi cái mã hàng này nhưng mà bữa trước đang bán thì hết hàng, hôm nay thì hàng tiếp tục về nhá. Em báo giá luôn 10.000 một chiếc móc khóa titan nha. Chất liệu thì là bằng titan. Đấy, titan thì các bác biết về cái chất liệu nó rồi, nó là dòng vật liệu siêu cứng và siêu nhẹ nhá. Đấy, cái dòng này thì nó là hàng của công ty chuyên sản xuất những cái đồ thiết bị cho dân phượt này, dân leo núi này, đấy, dân thám hiểm này. Đấy, đi đây các bác nhìn cái móc khóa cũng biết rồi. Đấy, thiết kế chuyên dùng cho những cái nhà thám hiểm, nhà leo núi rồi thứ nhá, rất ok luôn. Đấy, con này thiết kế rất là hay, là bình thường là các bác cũng sẽ thành có một chiếc móc bình thường nha. Đấy, nhưng mà ở đây nó có một thiết kế rất hay là nó có một cái lẫy khóa này. Đấy, một cái gen xoáy các bác xoáy chặt vào, và khi mà các bác xoáy chặt vào thì nó sẽ cứng ngắc lại luôn, nó không có một cái chỗ nào nó mở ra nữa và nó sẽ khóa chặt luôn nhá, có nhá, khóa chặt luôn đó. Đây mới gọi là chuẩn là móc khóa này, chứ còn bình thường là các bác dùng những cái móc bình thường ấy, nó chỉ có đẩy đẩy này thôi, nó chỉ là một chiếc móc thôi, nó không phải là khóa. Đây nó có cả khóa này luôn. Đấy, có cả phần khóa cài luôn, thì đây mới là chuẩn móc khóa các nhá. Đây mới là chuẩn móc khóa này. Đấy, chất liệu bằng titan, siêu cứng, siêu nhẹ nha, dùng rất thích luôn. Đấy, về các móc chìa khóa này, móc đồ, móc đạc này, hoặc là thậm chí các bác mua về dùng để ví dụ xích chó thứ nào cũng quá ok luôn. Đấy, rồi móc đồ chịu tải cao nhá. Đấy, giá thì gửi bác giá bình dân là rẻ thôi. 10.000 một chiếc móc khóa titan nhé, 10.000 một chiếc, giá rất là hạt rẻ. Đấy, rất dễ mua và rất chắc chắn xịn sò ok luôn. Đó, 10k một chiếc các bác nhá. Hot này. Đó, rất nhiều bác hỏi hôm nay hàng đã về nhá. Đó là cái hộp giòn cao su 200 cái. Đấy, hôm nay tiếp tục hàng về và em báo giá cái mã này luôn. Đó, bên em đang gửi bác giá một cái hộp giòn cao su 200 cái như này. Giá của nó sẽ là đi
40.000 một hộp nhá. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ được cái hộp rong cao su. Đấy, rong cao su 200 cái này, 200 chi tiết to nhỏ lẫn lộn nhá. Giá của nó sẽ là 40.000 thôi. Bên em vẫn đang bình ổn cho các bác nhá. Mặc dù là hiện tại đang nhập vào giá cũng khá là cao đấy, cao mọi khi nhưng thôi. Em vẫn đang bán giá 40.000 thì thôi, em vẫn cứ để các bác giá 40.000. Đấy, lãi tình cảm cho bác thôi. Đấy, các bác yêu quý em thì mua ủng hộ giúp em nhá. Đó thì nó sẽ có các cỡ khác nhau. Đấy thì nó đã có phân cỡ ở trên cái tờ giấy nó đã dán đây này. Đấy 200 chi tiết nhá. Cái giò này rất là cần thiết này. Đấy, mỗi lần mà các bác ví dụ như là mình có những cái ống khí này, ống nước, ống hơi thứ này. Đấy cần rất cần những giò này để các bác thay thế này. Đấy nó sẽ làm kín những cái ống đường truyền của bác nhá. Đấy rất là ok. Mà cái giò này rất là dai nhá. Đấy nó không phải những dạng giò thường. Đây giò có nhìn này, rất là dai, cực kỳ đàn hồi luôn. Đấy, các bác cứ kéo thoải mái, nó lại về vị trí ban đầu luôn. Do cực kỳ dai, nó bằng cao su chuẩn luôn đấy, nên là dùng rất ok và bán cực kỳ nhiều rồi. Với một cái mức giá 40.000 mà các bác được 200 cái giòn này thì các bác dùng thoải mái luôn. Đấy, dùng vài ba năm. Đấy, đặc biệt là anh em thợ thuyền rất cần những cái sản phẩm nha. Đó thì bữa trước bác nào mà chưa chốt đơn được thì nhanh tay chốt giúp em nhé. Đấy, vì cái mặt hàng này nó không có thường xuyên đâu ạ, mỗi lần nó về có vài trăm hộp thôi mà cứ bán nhoàng cái hết ngay vì rất là hot. Cái phần tiếp theo thì cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã này luôn, đó là cái bộ sạc pin 18650. Đấy, lúc nào số tuy nhiên thì có những cái mã hàng rất là độc đáo nha, để gửi bác này. Đó, lên mã em sẽ là cái bộ mà sạc pin 18650. Giá bên em là gửi bác thì giá rất tốt luôn, giá gần như là giá tốt nhất thị trường luôn rồi. 60.000 một bộ này. Đấy, một bộ này thì khi mà các bác sạc thì sẽ được một cùng một lúc sạc được là 4 viên nhá, và nó sẽ có hiển thị đèn báo ở trên luôn, rất ok. Con này thì nó sử dụng cái nguồn vào thì cái nguồn nó rất là phổ thông và dễ kiếm, dễ dùng. Đây, input của nó sẽ là DC 5V 1-3A và output ra của nó sẽ là DC 4.2V 1000mAh. Đó, khi mà các bác sạc cho những cái dạng pin 18650 thì rất là chuẩn chỉ rồi. Đấy, chuyên dùng để sạc cho pin 18650 nhá. Đấy, thì về các bác có những cái cục sạc điện thoại như này. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc Samsung bên em đang bán này, cục này thì bên em đang bán là 30.000 một cục nhá. Đấy, con này thì cái nguồn ra của nó sẽ là 5.0V. Đấy, tương đương với là 2A. Đấy, thì nó rất là phù hợp với lại cái sạc này rồi, thì các bác có thể mua kèm thêm cái cục sạc này. Đấy, thì đây em lấy ra quay mẫu cho bác này, thì về các bác cắm vào đây. Nó là cái cổng kết nối USB mà. Đấy, cổng kết nối USB, các bác cắm vào đây, sau đó các bác cắm trực tiếp vào nguồn 220 thì khi mà cắm vào nó sẽ lên đèn báo luôn nhá. Nó lên đèn báo luôn. Và đây em lấy cho bác mấy cái viên pin thì em cũng đang bán luôn này. Đấy, pin 18650 thì em đang bán đây. Pin này thì hiện tại anh em đang bán là 20.000 một viên nhá, nếu mà các bác có nhu cầu mua thêm pin. Đấy, còn bên em là còn các bác có pin rồi thì không cần. Còn cái này thì em bán vừa bán cả sạc vừa bán cả pin. Đấy, thì em sẽ lắp vào cho bác coi. Đấy, thì ở đây em lắp 3 quả thôi, còn một quả em để lại để quay cho bác luôn này. Thì khi mà các bác lắp 3 quả vào đây thì những chỗ nào lắp thì nó sẽ báo đèn đỏ, tức là đang sạc nhá. Và khi mà các bác sạc đầy thì nó sẽ nhảy lên đèn xanh như này. Đấy, ví dụ như là chỗ này hiện tại đang là đèn xanh nhá, em sẽ lắp nốt cái quả còn lại vào này. Đấy, lắp nốt quả còn lại vào nhá. Đó, các bác thấy không? Toàn bộ sẽ báo đèn đỏ hết luôn. Đấy, còn đây ví dụ em tháo đồng quả này. Đấy thì hiện tại đang báo đèn xanh, tức là pin đã đầy và nó sẽ tự động nó ngắt nhá, rất là thông minh luôn. Đây, tháo viên thứ hai này, xanh luôn này. Tháo viên thứ ba xanh luôn, rất ok. Đấy, và các bác có thể sạc cùng lúc được là 4 viên, hoặc các bác có thể sạc một viên một cũng được, tùy nhu cầu nhá. Rất là tiện dụng luôn. Đấy, thì cái con này nó rất là dễ xài và cái nguồn của nó cũng rất là phổ thông. Nguồn của nó sẽ là cái nguồn 5V 2A. Tức là về các bác có những cái cục sạc điện thoại ấy, là các bác có thể cắm chung với lại cái cục sạc điện thoại để các bác xài cho cái sạc này rồi. Còn nếu mà các bác không có cái sạc đấy thì mình có thể mua thêm. Thì bên em đang bán là cái cục sạc Samsung 5V 2A. Thì cái cục sạc này bên em đang bán giá là 30.000 một cục. Đấy các bác nhá, 30.000 một cục sạc Samsung 2A này, để về các bác có thể cắm cho cái sạc pin 18650 này để các bác sạc này. Còn nếu mà các bác có cái cổng USB rồi thì về các bác cứ cắm vào cổng USB này mình xài. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm pin thì bên em đang bán lẻ một viên pin 18650 như này. Giá của nó sẽ là 20.000 một viên nhá. Đấy, 20.000 một viên thì cái này nó dùng khá là nhiều việc này. Đấy, dùng lắp vào những cái thiết bị nó sử dụng cái pin này, cái pin này nó trong cái pin này nó dùng rất là nhiều, bây giờ hầu như toàn dùng cái pin này thôi. Đấy, thì bên em đang bán lẻ một viên này là 20.000 nhá, một viên này là 20.000. Còn sạc nguyên sạc không? Đấy, nguyên sạc nguyên cái bộ sạc pin 4 viên như này. Sạc pin 18650 4 viên như này là 60.000. Đấy các bác nhá, 60.000 một bộ sạc pin 18650. Đấy là các bác
nhu cầu về những cái mã nào có báo nhé. Đấy, còn cục sạc đi cùng đi kèm có thể cắm chung với lại cái củ này là 30.000 các nhá. Đây, tiếp theo thì lên luôn cho bác cái mã hàng đó là cái chuột không dây. Em báo giá luôn bên em gửi bác là 90.000 một viên, 90.000 một cái một cái con chuột không dây nhá. Các bác cứ lên mã em sẽ là chuột không dây đây, em ghi giá rồi, 90.000 một cái con chuột không dây này, rất tiện dụng luôn. Thì hàng của nó thì cũng là hàng mới nguyên hộp này nhá. Sản phẩm thì sẽ gồm có là một con chuột không cần dây nhá các bác nhá. Thông minh của cái sản phẩm này là nó không cần dây dạ gì. Về là các bác chỉ việc kết nối bằng cái cục adapter ở bên dưới đít này. Đấy, các bác lật cái nắp này ra, lấy cái này ra, cắm trực tiếp vào trong máy tính của bác nhá. Và các bác bật cho em về on này. Đấy, bật cho em về on thì nó sẽ lên cái đèn báo màu đỏ em vừa bật đấy. Và bắt đầu là các bác cứ thế là nó sẽ tự động kết nối với nhau. Hai cái này, cái con Bluetooth này, đây cái con cổng USB Bluetooth và cái con chuột này nó sẽ link, tự link với nhau và nó sẽ điều khiển không cần dây dợ gì nhá. Và cái hay của cái sản phẩm này là bên trong này nó đã tích hợp sẵn một viên pin rồi. Đấy, và cái pin này là có tích điện luôn nhá. Cái pin này có tích điện. Đấy, cái pin này có tích điện là lúc các bác cứ xài, lúc nào mà hết pin thì các bác lại lấy cái dây sạc đi kèm với lại cái cục sạc này các bác cắm vô đây. Đấy, và các bác cắm vào cái nguồn 5V ấy. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc này, này em vừa quay này. Đấy, cái nguồn cục này, cái cục 5V 2A này, các bác cắm vào đây. Cục này thì bên em đang bán là 30.000 nhá. Các bác cứ lên mã nha, cho cái cục sạc Samsung. Đấy thì đang bán là 30.000 thì các bác có thể cắm vào đây và các bác sạc cho cái chuột này. Đấy. Và khi mà sạc đầy thì các bác lôi ra xài. Con này thì em cứ bảo hành cho bác luôn. Các bác sạc một lần các bác xài từ 1 tháng cho đến nửa tháng luôn. Pin nó cực kỳ trâu nhá. Đấy, pin nó rất trâu bò luôn. Đấy, các bác bình thường là các bác hay dùng những cái con chuột có dây rất là vướng víu, dùng rất là khó chịu vướng víu này. Đấy, rồi là nó nó không thẩm mỹ cái thứ giờ dây dặn nó lằng nhằng, nói chung hoặc là các bác đi chơi đi công tác các thứ giờ hoặc là làm văn phòng mình cứ phải mà mang đi di chuyển nhiều dây dặn nó lằng nhằng. Đấy thì các bác mua cho con này về không cần về dây dặn gì nhá. Bên dưới cái nắp này về các bác lấy ra một đầu này các bác cắm trực tiếp vào trong máy tính nhá, còn cái con chuột còn lại là các bác cứ để ra bàn các bác di thôi là tự động là nó sẽ link với nhau nhá. Đây, cái con này em xài rồi nên em thấy nó rất ok và em nhập số lượng lớn về bán các bác nên là dùng ok lắm. Đó thì gửi bác là 90.000 nhá. Các bác cứ lên mã em sẽ là chuột không dây. Đấy, 90k một con. Đây em quay cho bác cái con em đang xài này. Đây, cái con em đang xài đây. Đấy thì em sẽ quay cho bác coi nhá. Thì nó sẽ có là một cái cục link như này này. Đấy thì về là máy tính nào nó cũng có cổng USB mà. Đó thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB này cho em. Đó, các bác cắm vào và cái con chuột khi mà cắm vào đấy nó kêu tinh cái nó sẽ tự động link với nhau nhá, tự động kết nối với nhau. Đấy và bắt đầu là các bác cứ thế là các bác gì thôi. Đây, để em gì cho bác coi này. Đấy, các bác nhìn này, chuột này. Đấy, chuột chạy ngon lành luôn nhá. Đây, tắt đi này, tắt đi này. Đấy, bật lên này. Đấy, vào chôm này. Vào YouTube chẳng hạn này. Đấy, YouTube nhá. Đó, bấm ngon lành luôn nhá. Đấy, đây, vào kênh của nhà em này. Đấy, bấm ngon lành, các bác nhìn cái con chuột em gì chưa. Đây, con chuột em gì này. Đó, xem kênh của bạn này. Đấy, kênh nhà em đây các bác nhá. Đấy, các bác mua hàng này cứ vui lòng liên hệ với hai cái số điện thoại em để trên kênh này. Đấy, con nhìn cái con chuột này em đang gì này. Đấy, con chuột đang chạy nhá, là tay em đang gì đây. Đây, tay em đang gì đây. Đấy, tay em đang gì đây. Đấy, gì đâu là nó sẽ sáng lên đấy. Đây này, đấy, thấy không. Đây, nó rất là tiện dụng luôn nhá, không cần phải dây dạ gì hàng nhàng nhá, mà nó cực kỳ dễ dùng luôn. Người lớn, người già, trẻ em dùng được hết luôn. Về chỉ việc cắm cái con này vào chân cổng máy tính và chuột thì các bác bật cho em về on. Đấy, cứ thế là dùng. Và khi nào mà hết pin thì các bác cắm sạc qua cái cổng ở đằng trước này, nó có cái cổng sạc này. Đấy, con này các bác cứ dùng cho em từ 15 cho đến 15 ngày cho đến 1 tháng các bác phải sạc pin một lần. Pin nó cực kỳ trâu bò luôn. Bảo hành cho bác luôn, nếu mà các bác nào mà pin mà nhanh hết thì cứ bảo anh em nhé. Đấy, bảo hành cho bác pin luôn vì anh em dùng thực tế đây, anh em dùng 2 3 con liền đây. Đấy, đây kìa. Kìa. Đấy, đây không? Rất ok nhá. Không cần phải dây dạ gì nhá. Đấy, các bác chỉ việc là cắm vào các bác xài thôi. Quá ok luôn. Đây các bác nhìn này, nước này lăn này. Lăn rất mượt mà luôn nhá. Đấy, thấy không? Đây đang lăn này, tay em đang lăn này. Đấy, mất mượt mà ngon lành nhá. Rồi. Đấy thì em hướng dẫn cho bác rất chi tiết và cách sử dụng của con này rồi. Đấy thì em báo giá lại một lần nữa nhá, 90.000 một cái con chuột không dây này, 90.000 một con. Thì về các bác tháo cái nắp đít ở cái phần nắp lưng ra này, lấy cái con USB này cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB của máy tính và các bác dùng con chuột bật lên cho em về nút on. Đấy là các bác xài thôi. Và khi nào mà hết pin thì các bác lại cắm sạc vào đây. Đấy, chân sạc của nó đi nhá. Đấy, cắm sạc vào là các bác xài. Ở trong này nó có một viên pin tích điện sẵn rồi. Đấy, và xài từ 15 cho đến 1 tháng mới hết pin một lần. Pin rất trâu bò luôn nhá, rất ok luôn. 90.000 một con chuột không dây các nhá. Lấy cứ lên mã thì em sẽ là chuột không dây, 90k một con. Tiếp tục em lại về cái lô đèn LED 12V. Đấy, hàng thanh lý công ty cực kỳ xịn sò gửi bác luôn. Đấy.
Bữa trước thì cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này nhưng mà đang bán thì công ty người ta cũng hết hàng, người ta không có hàng thanh lý, thì đợt này người ta lại có, người ta lại gọi em này. Đấy, em ôm lô luôn đợt này, ôm lô nhiều nhưng ôm lô nhiều. Đấy, hàng xịn sò lắm, hàng này là hàng của công ty ô tô. Đấy, công ty ô tô người ta sản xuất chuyên dùng cho những cái dòng ô tô phượt đấy. Đấy, để người ta lắp lên để thành một cái đèn pha chiếu sáng, cái hệ chiếu sáng hệ pha chuyên dùng cho những cái ô tô phượt đây này. Đấy, nên đèn rất là sáng, dùng rất ok luôn. Con này nó sử dụng nguồn là nguồn 12V luôn giúp em nhé. Đấy, về các bác dùng là dùng nguồn 12V nhé. Đấy, về các bác cứ có những cái bình ắc quy các bác cắm là xài thôi. Hoặc là các bác có thể lắp vào làm pha led ở đèn xe máy cũng ok luôn. Đấy, rồi là các thiết bị điện hoặc là hoặc những cái thiết bị mà các bác dùng để chiếu sáng cũng ok. Máy móc các thứ này, xe cộ này. Rồi là các bác dùng ở nhà cũng ok luôn. Ở nhà ví dụ lắm lúc mình mất điện, mình bí ấy, cần ánh sáng. Đấy, có con bình ắc quy lôi ra, cắm này vào cái sáng trưng luôn. Rất là hay luôn nhé. Đấy, và đây hàng công ty này. Đi kèm cho bác luôn cả những cái giá đỡ để các bác lắp đặt này. Đấy, có cả giá lắp đặt luôn, nhưng mà thôi cái này thì bỏ qua chỗ đây. Đấy, còn đây chủ yếu em review cho bác cái đèn. Con này thì nó sẽ gồm có 1 2 3 4 này, 1 2 3 4, tổng là 16 mắt led nhá, trong một chiếc pha này rất kín luôn. Con này chống nước cho em thoải mái nhá, hàng công ty rất xịn sò nên các bác yên tâm. Đây các bác nhìn này, đấy thì những cái vỏ hộp nó rất đẹp, nói chung là hàng xịn đấy, không phải vớ vẩn đâu. Đấy, nó sẽ có hai dây, một dây đỏ và dây đen, có thấy thôi. Về đỏ là dương, đen là âm. Về các bác nhớ gì là đấu đúng dây giúp em nhé. Đấu sai dây là em chịu các bác nhá. Nếu mà cháy thì em chịu, bên em không bảo hành cho bác đâu. Còn về các bác nhớ gì là đấu đúng dây. Còn hàng này thì bên em cam kết là trước khi đi em test thử với bác ngon lành luôn. Đấy, đèn rất là sáng nhá, đây. Test thử với bác luôn này. Con này thì về các bác có cái bình ắc quy này, đây em đang có con bình ắc quy 12V này. Đấy, các bác đấu nó vào. Đấy, đấu nó vào. Đấy, thấy không? Đèn rất sáng luôn nhá, đèn sáng lắm con này, dùng thích cực kỳ luôn. Đấy, con nhìn này, sáng trắng luôn này. Đó, đây em pha bác luôn này, mà con này pha rất là xa nhá, con nhìn này. Đấy, pha xa chưa. Đấy, mà ở đây hiện tại đang bật điện cực kỳ sáng nhá, nhưng mà nó soi pha rất là xa. Đây con nhìn này. Đấy, đây pha trần này. Đấy, thấy không, quá ngon lành. Các bác về làm đèn pha xe máy cũng quá ngon lành luôn. Đấy, thấy không, giá mà giá cũng cực kỳ dễ mua luôn, dễ chịu luôn. Con này sáng lắm, các bác nhìn mà chói mắt luôn đấy. Đấy, dã man luôn. Rồi, báo giá luôn nhá. À, con này thì em nói luôn là ánh sáng này là ánh sáng màu trắng nhá. Đợt này nó về cái lô này ánh sáng màu trắng, ánh sáng này rất nhiều bác hỏi cái ánh sáng này. Trước em lấy cả cái con màu vàng, nhưng mà màu vàng thì hơi ế này, thôi không lấy nữa, đợt này lấy nguyên rồi bác, màu trắng luôn. Về các bác xài. Đấy, ánh sáng màu trắng nhá. Đấy, về các bác sử dụng chế cháo làm đèn pha xe máy ô tô hoặc là sử dụng trong rất nhiều việc luôn. Đấy, đèn chiếu sáng ngon lành luôn. Giá thì cũng thanh lý công ty thôi, công ty bán em giá rẻ, em cũng bán bác giá cực tốt luôn. Rồi, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái này, mã của nó sẽ là đèn pha led 12V nhá. Đấy, con này nó dùng cái nguồn nhớ giúp em là 12V. Đấy, đèn pha led 12V này, đèn pha led 12V nhá. Giá của nó thì em báo luôn 40.000, 40.000 một chiếc đèn pha led 12V này, chỉ 40.000 thôi. Về các bác xài rất là nhiều việc khác nhau luôn. Đấy, nhớ giúp em là sử dụng nguồn là nguồn 12V nhá. Và nó sẽ có hai dây, một dây đỏ dây đen, nó đã phân biệt đây rồi, thì về các bác nhớ giúp em là đấu đúng cực nhá. Đỏ là vào dương, đen vào âm. Đó, thì ở đây đầy đủ phụ kiện cả ốc vít các thứ đi kèm cho bác, về các bác xài luôn này. Đấy, một chiếc nhà là nguyên hộp nhà là 40.000 nhá, đèn pha led 12V, 40.000 một cái. Đấy, phụ kiện luôn, đó là cái dòng vít nở sắt nhá, cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã này luôn, thì vẫn bình ổn cái giá cũ để gửi bác luôn. Thì bên em sẽ bán nó combo là 10 con vít nở sắt nha, giá của nó sẽ là đi 30.000 này. Đây, để em đếm cho bác là 2 4 6 8 10, đây 10 con vít nở sắt nha, thì sẽ có giá là 30.000 nhá, 30.000. các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái combo 10 vít nở sắt, giá của nó sẽ là 30.000 cho 10 con vít nha. Đấy, 30.000. Cái con vít này thì kích thước của nó sẽ là M625 nhá. Đấy, M625. Cỡ của nó sẽ là cỡ 6 này. Cỡ vít sẽ là cỡ vít 6 và cái chiều dài của nó sẽ là 25mm nhá. Đấy, 25mm, và cỡ vít của nó sẽ là cỡ vít 6. Đấy, thì em hay gọi là cái vít M625 ấy. Đó thì gọi là cái vít nở sắt. Combo 10 chiếc là 30.000. Đây em cho các bác xem một video thực tế về cái sản phẩm này. Đây các bác cùng xem video thực tế về sản phẩm này. Bác sẽ 4 cánh. Em này rất thích hợp cho các bác thi công lắp vách ngăn, trần thạch cao, cẩm sắt. Vít xẻ 4 cánh chịu lực lớn và chống xoay tốt, đặc biệt có thể tháo ra tháo vào khi cần mà không làm ảnh hưởng chất lượng vít các bác nhà.
Đấy, các bác nhìn nhá, khi mà các bác khoan một cái lỗ sau đó có bắt vào đấy thì nó sẽ xòe ra như một chiếc cánh hoa đấy, và nó sẽ chốt chặt vào luôn đấy, có thấy không? Và các bác có thể tháo ra lắp vào được nhiều lần vì ở đây nó có một cái gen mà đấy, có thấy không? Tháo ra lắp vào thoải mái. Còn cái con bu lông nó nở cánh hoa là nó sẽ bắt chặt vào đấy rồi đấy, nó sẽ ôm sắt đấy, nó sẽ ôm chắc vào cái chỗ mà các bác bắt cái con vít này vào này đấy, thì nó gọi là cái con vít nở sắt hình cánh hoa đấy, rất là ok luôn đấy. Nói chung về các bác dùng chế cháo rất là hay. Đó, rồi đấy là thực tế về cái sản phẩm vít nở sắt nhá. Đấy, dùng hay lắm con này. Đây, các bác cùng coi một lần nữa này. Đấy, về các bác quan cái lỗ này, đấy, kẹp nó vào. Khi mà các bác siết vào này, các bác nhìn này nó xòe ra này. Đấy, hay không? Đấy, rất ok nhá. Đấy, và các bác có thể tháo ra vào nhiều lần. Coi như thay một con bu lông luôn. Bình thường là các bác cứ phải hàn hiếc các thứ mất công, con này về các bác không cần phải hàn, khoan lỗ thôi, các bác bắt cái này vào xong. Nó tiện lắm, dùng rất là hay. Về cho anh em thợ thuyền chế cháo này, bắt đồ đạc nọ kia rồi bắt vào ấy này. Đấy, khi mà các bác siết nó vào thì nó sẽ thu nó vào và nó sẽ xòe cái cánh lên và nó sẽ ôm sát vào. Đấy, và con này ở đây nó có một cái con bu lông là các bác có thể tháo ra, tháo vào nhiều lần nhá. Đấy, con này cỡ của nó sẽ là ốc 6 nhá, ốc 6, chiều dài nó sẽ là 25mm, thì bên em hay gọi là cái con M625 ấy. Đó. Vít nở sắt nhá, combo vít nở sắt 10 con. Giá của nó sẽ là 30.000 nhá. 30.000 cho một cái combo vít nở sắt 10 con này. Đấy, 30.000 một combo vít nở sắt nhá.